tặng vừa cho em. Mã hàng số 11 cho em với giá sale là 85.000 đồng cho em ạ. 85.000 đồng, chất liệu của nó là tơ cao cấp cho em nhá mọi người nhá. Cái này siêu đẹp luôn á. À, trắng 34 cân á, trắng 34 cân cái này còn không em? À, áo không có, áo trắng không có chị ạ. Rồi mã này lên cho em mã số là 11 cho em nhá. 11 cho em với giá là 85.000 một cái thôi ạ. Size cho bé là 15 cân cho tới 30 cân. 15 cân 4 tuổi cho tới 30 cân 8 tuổi quay về mặc vừa cho em. Mã hàng số 11 nha mọi người nhá. Có màu trắng, màu vàng này. 11 cho em màu be này, bộ nem hết rồi còn ít bộ lắm. Màu be này, 11 cho em màu hồng này, màu hồng này. Mã hàng 11 cho em nhá mọi người nhá. Mã hàng 11 Châm Trần lên số điện thoại nào. Châm Trần lên số thoại. Giang Ngô này có 11 ok, Nguyễn Ngọc có 09 ok. Các chị nhớ comment đúng mã số cho em. Cái này mặt sau có dây thắt eo nha mọi người nhá. Chất liệu của nó là tơ cho em rất là đẹp luôn ạ. Chất tơ mềm cho em nhá. Găng tơ cao cấp. Bên trong lót boy này, bên trong có lớp lót cho em rất là mát luôn. Hàng 280 là sale 85.000 luôn ạ. Giang Ngô có này. À, 30 cân là còn là lớn nhất. Vẫn còn sai đại không? Vân Võ có 11 này, Vân Khánh 11 này, Nguyễn Thị Mai 11 này. À, Vân Võ có rồi nhá. Châm Trần có 11 ok này, màu hồng màu trắng này. 32 cân có size nhá chị nhá. 32 cân vẫn còn nhá. Các chị để lại số thoại và mã hàng cho em. À, Vân Võ có rồi nhá. Lan Lê có 11 này, Hân Nguyễn có 11 ok này. À, Tâm Trần này có mã số 10 màu trắng ok này. Các chị em cố gắng đi đơn lấy hai sản phẩm trở lên nhá mọi người nhá. Mã số 11 có 85.000 một cái thôi ạ. À. Cái này còn một ít lên sale luôn. 85.000. Chuẩn Mickey có 11 ok, Vân Khánh có 11 chỗ ok này, hai cái này. Rồi 11 màu be này. À, 11 cho em màu màu trắng này. 11 cho em màu màu vàng màu trắng này. 11 cho em màu hồng này, màu hồng cho em. Đẹp lắm, cái này màu nào đẹp các chị yêu ạ. Có khách đến cửa hàng mà lấy cả bốn màu luôn mà chất là mát lắm. Ngọc Mai có 11 ok, Hoa Bí Ngạn có 11 này. Nguyễn Thúy 11 này. Hoa Bí Ngạn lên số điện thoại cho em nhá. Hoa Bí Ngạn lên số điện thoại giúp em nhá mọi người nhá. Mọi người ơi chia sẻ like để không bị ấn comment giúp em nhá. Bé Bông có 11 này. Ok, Hoa Bí Ngạn có 11 ok này. À, vui lòng đi đâu ít nhất là từ hai sản phẩm trở lên cho em với các chị yêu nhá. Mã số 11 cho em 30 cân quay đầu cho em, còn size trên 30 cân chỉ còn 1-2 cái thôi thì các chị cứ để lại mã hàng kèm số điện thoại cho em nhá. À, Hân Phạm có 11 này. À, mọi người chị Thúy có 11 rồi ok nhá. 11 có 22 cân mà. 15 cân đến 30 cân thì trong cái khoảng đó là vừa cho em. 85.000 một cái thôi. Mã hàng là 11 cho em nhá. Hoa đằng sau chị đi, hoa đằng sau là hoa hồng hả? Ok nha. Dung Ly có 11 ok này. Nhật Thảo có 11 ok này. Các chị nhớ lên đúng số nha mọi người nhá. Màu hồng này, 11 màu trắng cho em. Cái này chất nó đẹp lắm luôn. Màu nào cũng đẹp ấy. Nó nhã nhặn màu. 11 cho em màu vàng này. 11 cho em này, màu be này 85.000 một cái thôi ạ. Hàng 280 giờ xe 85.000 cho em, 30 cân quay lại cho em nhá. Hùng Nguyên có 11, Nguyễn Ngọc có 10 rồi ok. À, mã số 10 chỉ có 15 cân thôi ạ. Không có size to đâu. Tuyên Trần có 11 rồi ok nhá. Hoa đỏ ấy chị rồi ok. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã số là 11 85.000 đồng cho em nhá. 11 85.000 đồng cho em. Full size từ 15 cân đến 30 cân cho em ạ. Màu be màu vàng này đẹp lắm. Loan Nguyễn có này, Lan Hoàng có này, Thùy Nguyễn có này, Chuẩn Mickey có rồi. Vàng hồng ok, Chuẩn Mickey lấy hai cái vàng hồng ok. Chị nào lấy thì comment cho em mã số là 11 cho em nhá. Chị Liên Nguyễn hôm trước gọi không liên lạc được nhá. Văn Ninh có 11 dồn đơn ok này. 15 cân 4 tuổi trở lên cho em. Cái này 32 cân 32 cân 9 tuổi vừa nha chị Thúy Trần nhá. Có size 32 cân 9 tuổi nhá. Rồi Hoa Lê có 11 tổ ok này. À, Đầm Sen ở trước có Hoa Lê lên số điện thoại nè. Đầm gen ở trước. Đầm gen là đầm nào, gen lỗ trước? À đầm gen lỗ là đầm nào nhờ? À đầm mã số 10 á. Giang Ngô thêm một cái là ok. Thúy Nguyễn có 11 đồ ok nhá. Hôm nay không có 45kg á. Có 85.000, à 85.000 thôi các chị yêu ơi, nhanh tay không nhá. 85.000 cho em mã số là 11 cho em nhá. Ôi cái này hả? Em hoa này đúng không?
chị, trong cùng nhưng mà màu gì ở trong cùng có rất nhiều váy màu gì đâu chứ. Với lại cái đấy không có size nhà chị 30 cân, 35 cân đâu, cái đấy size 15-20 cân thôi. Rồi mã này lên cho em mã số 12 này. Nhi Ngọc có 11 này, Hoa Lê 11 này. À, váy ren lỗ đấy là mã số 10 nha chị Thiên An nhá, 59.000. Rồi váy hoa tôi cho em mã số 12 này. Cái này cũng còn một ít thôi, sale luôn cho em với giá là 79.000, size 15 cân đến 22 cân cho em này. 4 đến 6 tuổi mặc vừa cho em nhá. 4 đến 6 tuổi mặc vừa cho em. Mã số 10 là thô mềm cho em. Thiên An có mã số 10 trắng hồng ok này, thì Phan có 11 ok này, Hân Ngọc có 3 cái 11 ok này. Kiểu nào có tay giống kiểu mã 080. 08 là cái gì nhỉ? 08 là cái gì đó? À có tay có, đang còn một cái mã sọc nữa nhá. Rồi. Rồi mã này lên cho em mã số là 12 đúng không? 12 cho em váy hoa tơ cho em nhá, 75.000 ạ. Tôi nói 79 này, 79.000 nhá, 79.000 size 22 cân quay đầu cho em nhá. 22 cân quay đầu cho em 79.000 đồng cho em, mã số là 12 nhá. Mã số 12, 11 ngay trước mặt đây luôn nhá chị ơi, 11 ngay trước mặt luôn cho em này. 12 cho Nhã Lương ok này. 15 đến 22 cân cho em, 4 đến 6 tuổi mặc vừa cho em cái váy này nhá. 4 đến 6 tuổi có hồng đậm và hồng nhạt cho em này, 4 đến 6 tuổi mặc vừa. Mã hàng cho em là 12-79.000 cho em. Có đồ bà ba không chị? Không có rồi, nhà em chuyên váy thôi. Mã số 12-79.000 cho em. Nhã Lương có 12 hồng đậm hồng nhạt ok. Cái này là hồng đậm với hồng nhạt cho em, 79.000 thôi ạ. Mã hàng là 12 nhé mọi người. Mã hàng là 12 cho em, 79.000 đồng cho em nhá. 79.000 đồng cho em. 15 đến 22 cân, 4 đến 6 tuổi mặc vừa cho em nhé mọi người. Tương tác chấm bài lên và chia sẻ like lên cho em đấy nhá. 12-79.000 cho em. 12 nhá, mã hàng số 12 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em. Váy 12 cân có chị ạ. Rồi cái này lên cho em váy hoa tơ cánh tiên này là mã số 12 cho em nhá mọi người. Ở bên dưới cái này là có tầng này, cái này là nó làm tầng tầng cho em nhá. Tầng tầng cho em 79.000. 15 cân đến 22 cân, 4 đến 6 tuổi mặc vừa cho em. Mã hàng là 12 nhá. 12 79.000 một cái thôi ạ. Cái này cũng 280 là sale 79.000 luôn. À, bằng vân có 12 ok này, hàng này nào đấy. Rồi chị Bằng Vân có 12 ok, Hồng Đỗ có 11 số ok này. Mã này cho em là 12 hoa tơ nhá. 79.000 cho em. 79.000 rồi lên một cái sọc bút ri cao cấp nha mọi người nhá. Có sọc bút ri cao cấp rất là đẹp. Rồi chị nào lấy thì comment cho em nhá. Sọc bút ri hôm nay chị lên sọc to sọc nhỏ. Màu gì? Rồi mã tiếp theo lên cho em này, nhưng mà hai cái màu này, màu nhạt màu đậm này, cái màu nào nhiều hơn? Rồi ok nha. Rồi này, mã số 10 cân nặng 15. Ngọc Bích có mã số 10 ok này. Lên bộ nha, em không còn bộ chị ơi, hết bộ rồi. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 10, 10 mấy nhá, 13 nhá. Cho chị dồn hôm trước ba cái đó. Không, hôm trước là sao dồn đơn được. Hôm trước gọi cho chị không được em xả rồi chị ơi. Hôm trước không còn đơn đâu chị Liên Nguyễn ơi. Hôm nay đi đơn ba cái này thôi nhá. Nhớ là phải nghe máy với lại cho đúng số thì mới được. Rồi mã này lên cho em tiếp này. Váy bui rất là đẹp luôn á. Cái này siêu đẹp luôn này. Hàng cao cấp này. Mã này lên cho em mã số là 10 mấy em. 13 nhá. Mã hàng số 13 cho em, size 17 cân cho tới 37 cân cho em, váy bugri cao cấp cho em này. 17 tới 37 cân. Thương Hoài lên số điện thoại đi ạ. Thương Hoài lên số điện thoại đi chị, cái này xem 109.000 một cái thôi nhá. 109.000 cho em váy hoa nhĩ thủy thủ. Lên váy hoa nhĩ thủy thủ không chị? Có chứ. Cái váy hoa nhĩ bên ngoài bên trong kia lên rồi đi chứ. Giờ để lên lại. Rồi nha, hồng nhĩ sau là mã 06. Hồng ở sau là 06 nhá. Rồi mã này lên cho em mã số 13 này. 13 cho em 109.000 một cái thôi ạ. Hàng cao cấp cho em này, 280 là xem 109.000. Có sọc to và sọc bé nha mọi người nhá. Có sọc to và sọc bé cho em này. Bugri cho em, chất liệu của nó là thô boy. Cái này là thô boy, hàng quái trâu ấy. Nga Trần lên số điện thoại đi ạ. Nga Trần lên số điện thoại nhá. Nga Trần lên số điện thoại. Váy trắng 14 cân nhà em có cái mã số 10 vừa lên xong ấy. Thuyền Võ này có 13 lên số điện thoại. Nga Trần lên số điện thoại này. Trần Phượng có 12 rồi ok nhá. Chị Phương Hoài lên số điện thoại đi chị Phương Hoài ơi. Phương Hoài lên số điện thoại này. Nga Trần lên số điện thoại này. Thuyền Võ có cho em. Thuyền Võ lên số điện thoại này. Thuyền Võ Nga Hoài
cái là 13 cho em có đúng, cái này là 06 không anh? Cái này 06 hả? Rồi mã này lên cho em là 13 sọc to và sọc bé cho em nhá. 109.000 một cái thôi ạ. 109.000, có 30 cân mà. Cái này 17 cân cho tới 37 cân liền á. 17 cân 4 tuổi cho tới 37 cân. Quay về cho em mã hàng 13 cho em nhá. 109.000 một cái thôi. Thuyền Võ có 13 ok, Kim Thanh Lê có 13 ok. Các chị yêu cố gắng đi đơn lẻ hai cái nha các chị yêu nhá. Đừng để đơn lẻ một cái nha mọi người nhá. Đừng để đơn lẻ một cái nhá. Hoa Mỹ Ngạn có 06 ok này. Cano size lớn 37 cân là lớn nhất rồi ấy. Chuột Mickey có 13 ok này. Thuyền Võ rồi ok, có 13 ok này. Đẹp lắm, cái này rất là đẹp luôn á. Các chị mà mua ở bên ngoài ít nhất là phải tầm 250-280 ấy. Cho con mã 06 á. Rồi ok, đợi em xíu nhá. Thanh Lê có 13 ok này. Phạm Ngọc Thọ lên số điện thoại giúp em nhá. Dung Lê có 13 ok. Phạm Ngọc Thọ lên số điện thoại giúp em với nào. Mã hàng cho em là 13, 109.000 một cái thôi ạ. Poboy cho em dáng baby doll nhá mọi người nhá. Dáng baby doll xòe đấy, rất là đẹp luôn này. Rất là đẹp. Phạm Ngọc Thọ lên số điện thoại cho em với nào. Hiền Lê có 13 ok này. Sang Ngô có 13 rồi ok nhá. Lai bóng nhỏ à, đợi em xíu. Phạm Ngọc Thọ lên số điện thoại nha. Rồi ok, Trâm Trần này cứ đặt mã số 13 đi, rồi ngày mai xả cái mã 08 ra báo với nhân viên là được nha chị nhá. Rồi nên là được ở trên Lai được. Phạm Ngọc Thọ và chị Loan Nguyễn lên số điện thoại cho em. Mã là số 13, 109.000 một cái thôi. Sọc bé này. Và 13 lên cho em sọc to này. Đấy, sọc to và sọc bé cho em nhá. Sọc to và sọc bé cho em. Cái này chỉ cần là cái là nó vào đây luôn. Mã hàng cho em là 13 nhá. 109.000 một cái thôi. Boy cho em bao kiểm hàng nha mọi người nhá. Mọi người được kiểm tra hàng trước khi nhận cho em này. Siêu đẹp luôn. 109.000 một cái thôi. Rất là đẹp các chị yêu ạ. Siêu đẹp luôn. 109.000. 17 cân tới 37 cân cho em. 17 cân tới 37 cân nha. Chị Thị Tia Đô có 07 ok này. Lê Ngọc Phương Nhi có 13 ok này. Chị Phạm Cộng Ngọc Thọ lên số thoại ạ. Phạm Ngọc Thọ lên số thoại nhá. Phạm Ngọc Thọ lên số thoại. Hiền Lê có 13 ok. 17 tới 37 cân cho em nhá. Từ 4 đến 10 tuổi mặc vừa đấy. Cái này size đại đấy. 4 đến 10 tuổi mặc vừa. 109.000 một cái thôi các chị yêu ơi. 109.000 cho em nhá. Oanh Ngân có 13, Loan Nguyễn 13 ok. Chuột Mickey có 11 rồi nhá. 11 và 13 rồi. Cái gì cái tơ mã 30 đó chị là mã nào? Trời ơi mỗi ngày mỗi ngày nhà em một mã khác nhau. Cái gì em? Chị Hiên Lê lên số điện thoại cho em nào. Chị Hiên Lê lên số điện thoại nhá. Hiên Lê và Nguyễn Ngọc Thọ lên số điện thoại đi. Hiên Lê nhá. Phạm Ngọc Thọ chứ quên. Số ok, Hiên Lê lên số điện thoại. Quên em, quên tên em có 13 ok này. Rồi lên mẫu 13, 12 cân hả? Ok ạ. Hiên Lê lên số điện thoại cho em đi. Màu trắng 35 cân thì hết mất rồi. Liên Nguyễn có 05 rồi này. Ok, mã 20 bạn mỗi 11. Có làm gì có mã 20 đã lên mã 20 đâu. Mã hôm trước không còn đâu chị Liên Nguyễn ơi. Hôm trước không còn mã hôm trước đâu. Hiên Lê có 13 ok nhá. Rồi chị nào lấy 13 comment 13 cho em nhá. Mã số 13 cho em với giá là 109.000 đồng cho em nhá. 109.000 còn đây là 06 ạ. 06 đây nhá. 06 đây cho em này. 06 này, 20 cân đến 40 cân 06 cho em này. Chị nào đặt 06 rồi thì là thì không không comment lại đâu nhá. Chị nào đặt 06 rồi là không được comment lại nha mọi người nhá. Có bộ, có xếp bộ nhưng mà bây giờ còn còn ít lắm, còn có một loại bộ thôi nên là để em lên em tặng cho chị luôn này. Rồi mã này cho em là 06 váy hoa cho em dáng suông này. 20 cân đến 40 cân cho em 06 nhá. Mấy tiền nhỉ? 95.000 đúng không? 06 95.000 cho em có màu hồng và màu vàng cho em. Màu hồng và màu vàng cho em, mã hàng cho em là 06 nha mọi người nhá. 06 hồng vàng cho em 95.000 một cái thôi ạ. 95.000 cho em nhá, 20 cân đến 40 cân cho em này. Rồi có một cái bộ này em tặng các chị này, tặng luôn, tặng gọi là tặng không lợi nhuận luôn này. Thôi đừng nào. Rồi đây cho em bộ vịt Donan này, size 20 cân đến 30 cân cho em bộ vịt Donan này. Bộ vịt Donan cho em này. Mã này lên cho em mã số 14 này. Bộ vịt Donan hàng cốt tông cho em nhá mọi người nhá. Bộ vịt cho Donan cho em mã số này lên cho em là mã số 14 ạ. Mã hàng số 14 cho em quần ngố nhá. Áo dài qua mông dáng thể thao cho em. Bộ này em tặng có 55.000 một bộ thôi ạ. 55.000 đồng một bộ cho em nhá. 55.000 đồng một bộ cho em. Cái này em tặng 20 cân đến 30 cân cho em. Mã số là
là 14 cho em. Mã hàng số 14 cho em nhá. 55.000 một bộ thôi à. Cái này em tặng không cho các chị luôn đấy. Bân Nguyễn có 11 rồi, ok. Mọi người cố gắng đi đơn từ 2 sản phẩm trở lên cho em với nha mọi người nhá. Màu đen ở sau là váy cốt tông, người đợi xíu lên. Rồi Châm Trần có bộ vịt Donan, ok, là mã 14 này. Mã 14 cho em 55.000 một bộ thôi, hàng thể thao rất là đẹp luôn á. Cái này chắc cốt tông 100% co giãn cho em này. Đấy, cái này co giãn 4 chiều cho em nhá mọi người nhá. Co giãn 4 chiều. Mã hàng cho em là 14 nhá. 14 cho em. Nhi Ngọc có 06 dồn đơn màu hồng, ok này. Ngọc có rồi, ok này. 14 nha Dung Lê, ok này. Cái này sai gì? Cái này còn sai gì? Rồi mã số 14 nha em nha. Cái này của anh, cái này sai gì? Cái này mã số 14 cho em 55.000 nha mọi người nha. 55.000 cho em Bảo Ngọc dùng đơn này. 14 thôi, có 55.000 một bộ thôi, chất đẹp lắm. 55.000 20 cân đến 30 cân cho em nhá. Có một màu duy nhất thôi các chị yêu ạ. Một màu duy nhất này, đi đơn để đủ hai sản phẩm để được gọi chốt đơn cho em nha mọi người nhá. 2 giây phía sau đợi xíu này. Rồi em coi coi có 14 Vân Nguyễn 14 này, Dung Lê 14 này. Hân Nguyễn 14, Hoa Bí Ngạn 14 nhá. Thanh Hiền Nguyễn 14, ok. Bảo Ngọc 14, ok này. 14 cho em nhá. Bộ 9 cân nhà em không còn. Xương ban lên số thoại nào. Xương ban lên số thoại nhá. Vậy khỏi lấy nha em ơi. Rồi ok, cái gì nhỉ? Chị Phạm Ngọc Thọ báo sao nhỉ? Mã hàng 14 cho em. Mã số 14 cho em nhá. Rồi ok, vịt đô nan cho Thanh Thúy 14, ok. Xương ban lên số thoại đi, 20 cân đến 30 cân cho em bộ này. Có 55.000 một bộ thôi, em tặng chiên cho các chị đấy. Tú Anh Phạm có 14, ok. Bộ vịt đô nan 14 cho em có 55.000 thôi nhá mọi người. 20 cân đến 30 cân cho em. Rồi đấy, cái váy này em tặng luôn này. Cái này cũng không lựa màu nhưng mà tặng giá rất là rẻ luôn này. Mã tiếp theo lên cho em mã số 15 này. Bé trai em không có rồi. 14 nhá, Liên Nguyễn có 0511 tố, ok này. Cho chị xem váy mẫu ở sau, mấy mẫu ở sau à, cái này em lên rồi đấy chứ. Mã này 2 giây này là mã bao nhiêu đấy chị? Cái này chốt nhiều lắm nên mã bao nhiêu đấy? Rồi cái này lên cho em 12 mấy đấy. Mới có mười mấy mã mà 85.000. Rồi mã này cho em là mã số 11 nhá. Mã này cho em là 11 ạ. Cái này là 11, 15 cân tới 30 cân cho em với giá là 85.000 cho em nhá. Mã này là 11 cho em, váy bèo cho em lên rồi, vừa lên xong. Màu be, màu vàng, màu trắng này. 11 nhá, 15 đến 30 cân cho em màu hồng này. Vừa lên rồi em lên qua qua thôi nhá. Rồi mã tiếp theo cho em này. Hàng Dương lên số thoại này. Quên tên em có 14, ok. Xương ban có 14, ok. Các chị vui lòng lên số thoại cho em với nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 15 này. Mã số 15 cho em này. Hằng Dương lên số điện thoại đi chị. Hằng Dương lên số thoại đi. Mã này cho em mã số 15 cho em váy trơn nhá. 15 cân đến 30 cân cho em nhưng mà không lựa màu đâu ạ. Cái này không lựa màu, em tặng 59.000 một cái luôn. 59.000 thì còn có 10 cái thôi ạ. 10 cái tặng 59.000, chất co giãn cho em này. Cái này co giãn siêu siêu mềm luôn á. Mã này cho em là 15 nhá. Mã này cho em là 15 cho em. Thuyền Võ có 11 rồi, ok. Có ship Tây Ninh không? Tây Ninh không, không ấy đúng không? Có ship Tây Ninh nhá. Có ship Tây Ninh nhá. Rồi mã này cho em là 15, mã số 15, 59.000 cho em này. Không lựa màu nhá. 15 đến 30 cân cho em này, 4 đến 8 tuổi mặc được. 4 đến 8 tuổi mặc được cho em, có 59.000 một cái thôi ạ. 59.000 đồng cho em. 59.000, mã số là 15 nhá. 15, 59.000 đồng cho em. Mã 2 giây bằng ngữ hay sai chỉ còn S với M. Xương ban lên lại số điện thoại đi. Xương ban lên lại số thoại giúp em nhá. Xương ban lên lại số thoại sai số này. Số ok, Thanh Thúy có 15 này, Nhung Phan có 11 tố, ok này. Châm Trần này, mã số 15 ok này. Đấy em sang đây hết rồi ạ. Ok, chị Vân Nguyễn Mai báo màu với nhân viên nhá. Rồi mã này cho em là mã số 15 đi, có 59.000 một cái thôi. 15 cân đến 30 cân nhưng không lựa màu nha các chị yêu nhá. Cái này hôm nay không lựa màu được nữa. Hết rồi nhá mọi người nhá. Nguyễn Nghĩa, Nguyễn Ngân có 15 rồi, ok này. Trần Thị Thúy này có 15, ok này. Rồi mã số 15 đợi xíu nha chị Nara nhá. Rồi Thanh Hiền Nguyễn có 15, ok này. Cái gì nhỉ? Dâu Nguyễn này 11 cái trước màu gì? Màu be, cái này mờ màu be nhá chị Dâu Nguyễn nhá. Cái này là màu be nhá. Cái này là màu be cho em. Mã số 15 cho em đi. 15 đến 30 cân cho em 59.000 59.000 cho em. Mã số 15 cho em nhá.
đây có 3 màu chủ đạo này thôi ạ. 3 màu này cũng dễ mặc. Đây không kén da, màu này không hề kén da luôn nhá. Chất thì co giãn, chất von Hàn Châu cho em co giãn rất là mềm luôn. 59.000 cho em. Mã số lên cho em là 15 nhá mọi người nhá. Mã số là 15 cho em đi, đây lên người em này. Đó, rất là đẹp luôn. Màu trơn rất là đẹp luôn. Xương ban ok này. Đỗ thị nữ có 15 ok này. 15 cho Lê Thủy Yêu ok này. 15 đến 30 cân mà 59.000 thôi các chị yêu ơi. Hàng 180 giờ sale có 59.000 thôi. 59.000 cho em nhá. Lê Thơm có 11 rồi ok này. 85 cân màu hồng ok. Mã này cho em là mã số 13 nhá. Mã là số 13, 15, 15, 15, 59.000 cho em. 15, 59.000 đồng cho em nhá. 15 cho em 59.000 không ngựa màu nha các bác nhá. 15 đến 30 cân liền á. Sao rất là to. 4 đến 8 tuổi mặc vừa cho em. 4 đến 8 tuổi mặc vừa cho em. Lê Thơm này có 11 rồi. Hồ Ngọc Anh có 11 rồi. Ok màu be này. Các chị nhớ đi đâu đi nhá, là từ 2 sản phẩm trở lên giúp em với các chị yêu nhá. Cố gắng đi đâu lấy 2 cái nhá. Rồi chị nào lấy thì comment 15 cho em nhá. Mã hàng số 15 cho em nhá. Mã số 15 cho em. Có em màu đỏ. Màu đỏ, nếu như màu đỏ 15 đến 20 cân thì có đấy. Rồi ok, Hằng Dương có 15 ok này. 15 nhá, mã số là 15 cho em. 59.000 nhá. 59.000 đồng cho em. 15 đến 30 cân cho em nhá. Rồi qua mã cho em này. 59.000 nha các chị yêu nhá. Rồi mã tiếp theo. Hằng Dương lên số điện thoại đi chị. Chị Hằng Dương lên số thoại nhá. Hằng Dương lên số thoại cho em nhá. Cái này làm gì có, cái này sai gì? Cái này sai gì đấy? 20 cân hả? Rồi mã tiếp theo lên, cái máy này nằm ở bên kho bên kia. Rồi mã này lên cho em mã số 16 này. Hằng Dương lên số thoại đi. Mã số 16 cho em váy 2 dây tơ mềm cho em này. Quan tơ cho em này. Mã số 26 nhá. À 16 chứ quên. 15 cân đến 20 cân cho em. Mã số 16 cho em. Váy này sale luôn cho em 69.000 luôn ạ. Số ở Thanh Hóa nha chị ơi. Rồi ok nhá, lên là áo đen trong cùng rồi, đợi em xíu nhá. Rồi mã số 16 cho em này, 15 đến 20 cân cho em, 69.000 đồng cho em nhá. 16. Chất liệu của nó là quanter cao cấp, cho em bên trong có lót nha mọi người nhá, có màu hồng này. 16 cho em màu hồng này. 16 lên cho em màu vàng này, 15 đến 20 cân nhá. 15 đến 20 cân cho em 69.000. Màu hoa xanh này, màu hoa xanh này. Hoa xanh này, chân váy có nhá, chân váy có đấy. Có chân váy nhưng mà yên em xem là size gì đã. Rồi mã số lên là 16 nhá. Còn cái nào 25 cân không? 25 cân để lại số thoại đi nhá. Còn 25 cân nhưng không chọn màu nha chị Nara Lang nhá. Rồi ok này, mã số 16 cho em nhá. Còn 25 cân nhưng mà lại không được lựa màu ấy. Nhưng mà em không biết là cái màu đấy là còn màu gì luôn á. Vì 25 cân là size còn có một vài cái thôi. Mã số 16, 69.000 đồng cho em nhá. 15 đến 20 cân 69.000 luôn. Váy tơ nhá, 2 dây này. Màu đỏ này. Màu vàng này. Màu vàng cho em này, có 69.000 thôi. Và màu xanh cho em nhá, 69.000 cho em này. Mã số là 16 nhá. Thanh Thúy có 16 ok này. 25 cân vừa đấy, chị cứ để lại số điện thoại đi chị Thúy Đỗ nhá. Cho xem váy hoa màu hồng Narara 2 cái này. Váy 3 tuổi 14 cân đợi xíu ạ. Váy hoa màu hồng à. Màu hồng là 06 nhá chị Hoa Sen Đá nhá. Mã hoa màu hồng là 06 cho em. Rồi mã số 16 cho em nhá. Đầm mã số 16 cho em, đầm 24 cân có. Rồi 16 cho em, 69.000 một cái này. 15 đến 25 cân cho em. 20 cân. 15 đến 20 cân, chị nào 25 cân thì cứ để lại số điện thoại cho em nhá. 30 cân không có, cái này không có 30 cân. Rồi chị nào lấy thì comment 16 69.000 nha mọi người nhá. 16 69.000 cho em. Hồng Trần có 16 này, Trần Lê có 15 ba màu này ok này. Hồng Trần có 16 ok, màu vàng màu hồng này. 69.000 một cái thôi ạ. Váy tơ cho em rất là mềm, cái này chất mềm lắm. Quan tơ nhá. 16 69.000 cho em. Trần Lê có 15 ba cái này ok này. Mã số 16 cho em nhá. Buri 3 tuổi á, 3 tuổi có không vừa đâu, 3 tuổi dài lắm. 16 cho Mỹ Châu ok này, vừa 22 cân 5 tuổi vừa nhá. Rồi xương ban có 15 rồi. Cái này là 16, váy hoa tơ này 16 nhá. Có váy 25 cân nhiều lắm. Rồi 16 69.000 cho em nhá. 16 69.000 cho em. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Lên tiếp này cho em này. Tôi lên cho em cái này có size gì? 25 cân đúng không? 25 cân 6 tuổi đúng không? Rồi ok này. Mã tiếp theo lên cho em váy cốt tơ.
16 tuổi quay đầu cho em. Mã hàng cho em là 17 cho em này, váy cốt tông cho em với giá có 55.000 một cái nha mọi người nhá. Tặng luôn hàng 180 là sale 55.000. Chất không bay không xù nhá, càng mặc nó càng lì cái chất này này. Đó em cho các chị nhìn chất này rất là đẹp. Mã này lên cho em là mã số 17 nhá. Mã số 10 không có 20 cân ạ. Mã số 17 cho em màu vàng này. 17 lên cho em màu đen này. 17 cho em màu đen này, dáng suông nên dễ mặc lắm. Cháu nghe mặc đủ màu lắm. 17 cho em màu trắng này. 55.000 một cái thôi. 17 cho em màu hồng này. Màu hồng cho em này. 55.000 đồng cho em. Mã hàng cho em là 17 cho em nhá. 17 cho em. 15 cân 3 tuổi cho tới 25 cân 6 tuổi quay đầu cho em. 25 cân 6 tuổi quay đầu cho em nhá mọi người nhá. Dáng suông nên dễ mặc lắm. Mã số là 17 cho em đi. Mọi người chấm ai lên nhá. Chia sẻ ai lên giúp em rồi nào. Có cốt tông size nhỏ không? 15 cân là nhỏ nhất chị ạ. 15 cân 3 tuổi là nhỏ nhất rồi. Mã số là 17 cho em nha. Mã số là 17 cho em nhá. 17 cho em 55.000 đồng cho em. 55.000 đồng cho em. 17 cho Julie Hoàng ok này. 28 cân nó 28 cân không biết có còn không cơ. 17 cho Trần Thủy ok này, 17 cho Thịnh Đức ok này. Em không biết là 27 cân có còn không kia. 17 cho Hoàng Oanh ok, 17 cho Nguyễn Phương ok này. Vì là bên kho thì bây giờ chuẩn sai nhân viên báo là đến tầm 25 cân thôi. Hoa sen đá 06 có mấy màu. Hoa sen đá thì quên cái màu này, 06 là có hồng với vàng nhá. Thúy Bella có 17 ok, Huyền Thu có 17 ok. Có 55.000 thôi các chị ơi, nói thật các chị mua ở bên ngoài không có giá 55.000 đâu. Các chị đi nhập buôn cũng không được 55.000 thì đừng nói em bán lẻ 55.000 nha mọi người nhá. Hàng Quảng Châu đấy, cái này là hàng Quảng Châu nhá. Hàng Quảng Châu rất là đẹp luôn. Xem mọi quay sau lưng là mẫu nào đấy nhá. Rồi ok nhá, Thị Minh có 17 ok này. Màu vàng, màu đen, màu hồng, màu trắng. 25 cân 6 tuổi quay lại cho em 55.000 một cái. Mọi người nhớ là đi đâu đi nhá, là từ 2 cái trở lên giúp em với mọi người nhá. Để được gọi cho đơn nhá, đơn lẻ một cái là nhà em không gọi. Dưới 100.000 là không gọi đâu. Rồi ok nhá, Yến Đoàn Thị Minh có 17 này, Hồng Đỗ 17 ok, 55.000 cái rẻ thật sự đấy, em thấy thẻ rẻ thật sự luôn á. 0695.000 ạ. 0695.000 chị nhá. Rồi Trang Huynh có 17 rồi ok, Tú Anh Phạm có 17 ok, 15 cân đến tầm 25 cân quay đầu cho em nhá mọi người nhá. Với giá là 55.000 thôi. 55.000. An An có này 25 ok, 55.000 rẻ nhờ. Rẻ dã man luôn, cháu nghe mặc đủ màu luôn. Rồi 55.000 thì mặc nó thoải mái lắm, rất là to giãn luôn. Trang Nhi có là 17 ok này. Cái sọc này hả? Hay là cái nào? Đây là 06 đây các chị này, đây mới là 06 đây này. 06 đây 20 cân đến 40 cân, 06 95.000 đây nhá. Đây mới là mã 06 nhá, mã này em lên rồi để em qua nhanh. Ngân Kiệt có 017 ok này, ngày hôm qua em có đơn nữa rồi, mua cho em luôn nha. Thịnh Đức ơi chị ơi, không, hôm qua nếu như một cái là xả đơn rồi. Còn đơn mà 2-3 cái thì có nhân viên gọi chốt đơn là đi đơn rồi chứ không dồn đơn được ấy. Hôm qua chị mà đặt một cái thì bây giờ chắc là xả đơn rồi ấy, bây giờ chị đặt 2 cái đi. Rồi mã này là 06 đây nhá. 06 đây ạ. Chị nào đừng có nhầm 06 là cái nào, đây là 06 này. Chính xác hoa này là 06 cho em. Size 20 cân đến 40 cân cho em nhá. Em không bán hàng khẩu trang, em không bán khẩu trang các chị ạ. Rồi mã này là 06 cho em. 95.000, 20 cân đến 40 cân cho em nhá. 20 cân đến 40 cân 06 đây các chị nào. Chị nào có rồi là không comment lại nhá mọi người nhá. Đặt rồi không được comment lại nữa nhá, không có là nhầm mã đấy nhá. Rồi Nguyễn Phương có 06, 22 ký vừa mà. Cái này từ 20 ký nhá. Rồi 06. Rồi mã này lên cho em sọc xanh này hả? Cháu cái sọc xanh này em xem nào. Rồi cái này 99.000 này này. 08. Rồi mã này lên cho em là 08 này. Cái này lên cho em là mã số 08 cho em này. Đầm to đây, đầm to đây, đầm to đấy. Cái 06 đây có đầm, có size to đây. Cái 06 đây có đến tận 40 cân mà. Chị Nguyễn Nữ. Bé trai nhà em không có rồi. Bé trai nhà em không có các chị ạ. Mã này lên cho em mã số là 08 ạ. Mã hàng số 08 cho em này. Size cho bé là từ 17 cân cho tới 37 cân cho em. Mã hàng 08 cho em với giá là 99.000 một cái nhá. 99.000 một cái cho em. 08 cho em váy sọc. Nguyễn Phương có 06 rồi. Đặng Thanh Thúy có 06 này. Trang Huynh có 06 ok này. Các chị lưu ý là chị nào đặt 06 rồi đừng đặt lại nha mọi người nhá. Chỉ cần comment một lần thôi là được rồi. Rồi mã này cho em mã số là 08 cho em này. Đấy, chị nào cũng đặt rồi không đặt lại nhá. 08 cho em 17 cân cho tới 37 cân cho em. 08 cho em với giá là 99.000 đồng cho em nhá. 17 tới 37 cân cho em. 08 cho em màu xanh này, nhạt này. 08 cho em màu xanh đậm này. 08 cho em màu đỏ này. 08 màu đỏ này. 08 cho
em ạ. 99.000 cho em nhá. 08 cho em sọc nâu này. 08 lên cho em sọc hồng này. 08 lên cho em màu sọc đỏ này. Màu sọc đỏ cho em 08 này. 08 cho em sọc xanh đậm này. 17 tới 37 cân cho em. Và 08 lên cho em màu xanh nhạt nhá. Dáng dài rất là đẹp. 08, cái này là 08 cho em với giá là 99.000 đồng cho em nhá. 99.000 đồng cho em. Hiền Lê có 06 và 08 ok. Rồi 08 nhá. Cái này máy sọc này là 08 cho em, 99.000 cho em nhá. 99.000 cho em bộ hay áo kiểu không ạ? Hôm nay em hết bộ và hết áo kiểu rồi ạ. Hết rồi. Rồi 08 nhá mọi người nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Size bé nhá, lên size bé nhá mọi người nhá. Rồi lên cho em một mã size bé này. Cái này bé kiểu còn không? Cái sọc này. Rồi lên tiếp cho em mã tiếp theo, lên cho em mã số 09 này. Thì cái này còn mấy cái luôn nhá. Cái này còn mấy cái tặng luôn này. Mã số 18 này. Trần Huệ có 08, Sương Ban có xong 08 ok này. Xem size xem em. Mã này
rồi, còn size bé thôi. Mã số 11 cho em này. Hết 18. Mã số 11 size cho bé là 15 cân đến tầm 22 cân cho em. Mã số 11 cho em với giá là 85.000 một cái nhá. Váy bèo 2 dây này. Mã số là 11 cho em nhá. Mã số 11 cho em 85.000 cho em 22 cân quay đầu. Chị nào đặt dù thì không đặt lại nữa nhá. Màu be, màu hồng, màu trắng này. Màu vàng này. 11 nha mọi người nhá. Mã số 11 cho em, chị nào đặt dù không phải đặt lại đâu. Màu màu be này. Thêm 06 màu hồng cho chị Anh Huy, ok này. Rồi chị nào lấy thì comment 11 cho em là mã này nhá. Mã số là 11 cho em. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Mã này là mã bao nhiêu này? À đây, cái này ở bút à, cái gì nhá? Cái này còn size gì đấy? Rồi lên cho em còn mấy con tặng luôn này. 11 cho Trang Huynh Trần Ngọc có 11, ok này. Người lạ ơi có 11 24 cân vừa, 24 cân có size đấy. Chị người lạ ơi cứ để lại ở mã hàng kèm số điện thoại đi nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Mã số 19 nào. Mã số 19 cho em 15 cân đến 20 cân này. Mã số 19 nhá. 15 cân đến 20 cân cho em 70.000 luôn. 15 đến 20 cân 70.000 cho em này. 4 đến 5 tuổi mặc vừa cho em. Mã số 19 cho em này. Minh Trần có 11 rồi, ok. Rồi ok, Trần Ngọc có 11 rồi, ok nhá. Rồi mã này lên cho em mã số là 19 á, 19 cho em á. Size đại thì bây giờ có 2-3 mã thôi các chị ạ. 26 và 38 cân có đấy. 26 và 38 cân có đấy. 26 và 38 cân có, đợi xíu nhá. Rồi mã này lên cho em mã số là 19 cho em đi các chị nhá. 70.000 thôi ạ. 70.000 cho em nhá. Ship Huế toàn quốc, ship toàn quốc 30.000 cho em. Mã số 19 cho em, màu be với màu trắng này. Size là 15 đến 20 cân cho em nhá. 15 đến 20 cân, 14, 15 đến 20 cân cho em, 4 đến 5 tuổi mặc vừa cho em với giá là 70.000 thôi. 70.000 cho em cái này 14 cân mặc vừa này. 14 cân mặc vừa này. Lên 35 cân rồi, đợi em xíu. 35 cân thì có mình cái 06 này thôi này. 35 cân có cái 06 này này. Với lại cái mã số sọc này thôi này. Rồi chị nào lấy thì comment cho em nhá. Comment cho em mã số là 19 cho em đi. Mã số 19 cho em nhá. 19. 19 cho em 70.000. Mã số 19 70.000 cho em. 70.000 cho em. Size 15 cân đến 20 cân cho em. Còn 5, có 55 ký không? 55 ký không có rồi chị ạ. 55 ký không có rồi. Rồi chị nào lấy thì comment 19 cho em nhá. 19 cho em, ở chất liệu của nó là tơ mềm cho em nhá mọi người nhá. Đây chất liệu là tơ mềm, cũng có mấy cái thôi, sale luôn 70.000 cho em nhá. Đây mặt sau này có dây thắt eo cho em nhá. Không có váy 11 cân. Rồi chị nào lấy 19 thì comment 19 đi. 19 kèm 19 kèm cân nặng cho em nhá. Và kèm số điện thoại cho em 19 cho em 70.000. Thu Hường có 19, ok này. Trần Thu Hường lên số điện thoại đi ạ. Trần Thu Hường lên số điện thoại cho em này, đồ học sinh mấy hôm này nha chị. Trần Thu Hường lên số điện thoại đi. Đây 06 đây, 06 20 cân đến 40 cân cho em ạ. 06 này. Đây con này cho em là 06 20 cân đến 40 cân cho em này. 06 cho em với giá là 95.000 cho em ạ. Số 06 nha mọi người nhá. 06 cho em này. Hậu hậu có 19 23 cân hết size rồi ạ. 11 là cái gì? Vừa lên xong mà. Có ba lá có 19, ok. Huệ Mai có 11 này. 11 vừa lên xong mà. Vừa lên xong tức thì xong. Cái này mình nhận rồi, mặc đẹp, cảm ơn chị Ngọc Huyền nhé. Rồi mã này lên cho em là mã 06 này. 06 cho em này. Váy hoa nhá. 20 cân đến 40 cân cho em. 20 cân đến 40 cân cho em. Mã số là 11 à 06 nhá. 06 cho em với giá là 95.000. 95.000 cho em. Thanh Huyền Nguyễn có 19, ok này. Đồ học sinh phải mấy hôm nữa nha chị Trần Thu Hường nhá. Đồ học sinh em chưa lấy, tại vì là đang dịch nên là cũng chưa đi học được đâu, nên là chưa lấy chị ạ. Rồi này Hiền Lê có 11 tố, ok này. Màu be dây ở sau là mã số 11 vừa lên xong. Size đại thì có cái này thôi nhá. Size đại thì cháu chỉ có cái 06 này thôi các chị ơi. Rồi mã tiếp theo này. À đây cái này có 30 cân, 35 cân. Rồi lên váy canh mặc cho em này. Lên váy canh mặc này. Mã số 20 này. Nga Trần có 07, ok. Đầm dây 35 cân này. Ngọc Tú có 06 rồi, ok này. 11 cân không còn chị ạ. Rồi lên cho
xanh này, hai dây xanh này, hai dây màu hồng này, hai dây màu hồng này, và hai dây cho em màu cam là canh đang mặc đây nhá mọi người nhá. Canh đang mặc 15 đến 30 cân cho em này, 70.000 một cái rồi. Chất liệu của nó là Wanter cao cấp cho em nhá. Wanter cao cấp 70.000 thôi ạ. Đồ bé trai thì em không có. Mã số 20 nhá mọi người nhá. Tân võ có 20 ok này, 70.000. 70.000 đồng cho em màu hồng này. 20 lên cho em màu xanh này. Này giờ chất đẹp lắm, tơ mềm rất là đẹp luôn. 20 nhá, mã số 20 màu xanh, và 20 lên cho em màu cam là canh mặc cho em 15 đến 30 32 cân quay đầu cho em, 7 tuổi quay lại cho em nhá. Với giá là 70.000 nhá. 70.000 đồng cho em. 70.000 đồng cho em, mã số là 20 nhá mọi người nhá. 20 canh mặc cho em nhìn rõ nhá. 20 canh mặc cho em. Vân Võ có 20 rồi ok này, các chị ơi chấm bài lên nhá mọi người nhá. Người lạ ơi có 20 ok này, 70.000 thôi. 70.000 một cái thôi các chị ạ. Rất đẹp lắm. Bao kiểm tra hàng nhá mọi người, nhớ đi đơn ít nhất là từ 2 sản phẩm trở lên giúp em với nha. 20 cho chị người lạ ơi ok. Trần Thị Thủy có 20 ok này. Mã số 20 cho em màu hồng này. 20 lên cho em màu xanh. Trần Thị Thủy lên số điện thoại đi chị. Trần Thị Thủy lên số điện thoại cho em với nào. Trần Thị Thủy lên số điện thoại cho em với nào. À, cách mặc là mã số 20 cho chị Xoan Hoàng ok này. 15 đến 30 cân cho em này. Có 70.000 thôi nhá. Có 70.000 đồng thôi ạ. 70.000 đồng màu xanh, màu hồng và màu cam cho em canh mặc nhá. Màu cam canh mặc. Mã số là 20. Trần Thị Thủy lên số điện thoại đi chị ơi. Trần Thị Thủy lên số điện thoại nhá. 20 nha, mã số 20 nhá mọi người nha. 20 cho em. Thu Hoa lấy 11 màu be rồi ok, số ở Thanh Hóa nha mọi người nhá. Rồi Huỳnh Tu Tú này có 20 hai cái hồng cam ok này, mã số 20 cho em. 70.000 một cái, các chị yêu cầu vui lòng đơn từ 2 sản phẩm trở lên cho em với nhá. Còn sau hôm nay em cũng hết rồi chị ơi. Dịch nên là hết nhiều hàng lắm, nhưng mà không có xe về á, nên là khó lấy hàng lắm. Huỳnh Tu Tú có 20 ok là Hồ Ngọc Anh có 20 Huỳnh Tu Tú này rồi ok này. Ngọc Mai có 06 này, 32 cân ok này. Mã này canh mặc cho em là mã số 20 nhá mọi người, 15 đến 30 cân cho em này. 3 đến 7 tuổi mặc vừa cho em. 3 đến 7 tuổi mặc vừa cho em. Với giá có 70.000 một cái nhá. 70.000 cho em này. Mã số 20 nhá. 20 nhá mọi người nhá. Mã số 20. Rồi lên mã tiếp theo cho em này. Rồi mã hàng tiếp theo nhá mọi người, chia sẻ mai cho em rồi. Lên cho em cái bộ này. Này là không mấy đấy. Mã tiếp theo lên cho em này, 79.000 đấy. Rồi ok nhá. Mã này lên cho em mã số 12 này. Ngọc Mai có 06 rồi này. Ái Nguyễn Kim đúng mã 12 không vậy? Rồi này, Nguyễn Ái Kim có 20 ok này. Ship toàn quốc là 30.000 nhé, em không miễn ship đấy chị ạ. Nhé em không miễn ship được nha mọi người nhá, vì là đang xả hàng rồi ạ. Rồi mã này lên cho em váy hoa 2 dây này. Hoa 2 dây cho em mã số 06 ạ. 07. Đúng không? 07. Rồi mã này lên cho em nhá. Hoa tơ 2 dây cho em mã số 07 cho em này. Size 15 cân cho tới 35 cân cho em, với giá là 79.000 nhá. Mã hàng này lên cho em là 07 cho em đi. Mã số là 07 cho em nhá. Đây ạ. 07 cho em này. 15 cân tới 35 cân cho em. Mã hàng 07 cho em, 79.000 một cái thôi. 4 đến 10 tuổi là mặc vừa cho em. 4 đến 10 tuổi mặc vừa cho em mã số 07 nha mọi người nha. Màu cam này, đẹp lắm. Cái này rất là đẹp luôn. 07 cho em, 79.000 chất tơ cao cấp cho em nha mọi người nhá. Mã số 07 cho em này. Bộ 2 dây đây. Bộ 2 dây cái này là 07 cho em, 2 dây bèo này. Ở sau có kéo khóa nha mọi người nhá. 07 ở sau kéo khóa dáng baby doll cho em. Đây baby doll xòe, dáng Hàn Quốc rất là xinh luôn. 07 cho em 79.000 thôi. 07 79.000 có 30 cân đây ạ. Size 15 cân cho tới 35 cân cho em. Mã hàng 07 79.000 nhá. Màu đỏ này, 07 cho em màu đỏ này, lên màu này. 07 lên cho em màu vàng đậm này. Màu vàng đậm ở ngoài mặc rất là đẹp luôn. Màu vàng đậm cho em, bé nào càng trắng mặc càng đẹp. 07 cho em màu vàng đậm này. 07 cho em màu vàng nhạt này. Màu vàng nhạt cho em mã hàng 07 này. Không có bộ ạ, hết bộ 2 dây rồi. 07 cho em vàng nhạt này, có bộ xanh lách. 07 cho em màu xanh này. Đây là cái điểm xanh nó nhiều nên em gọi màu này là màu xanh nhá mọi người nhá. 15 cân cho tới 35 cân cho em, 79.000 cho em. Mã hàng cho em là
mét 15, hai cái màu đó 15 kg 28. Thì có, trời ơi, cái này mét 15 có nhá. Có, vừa đấy, 15, cái này đến tầm mét 4, mét 35 quay về cơ mà. Cái này đến mét 35 quay về nhá. Từ 1 mét đến 1 mét 35 quay về cho em. Mã số là 07 cho em nhá. 07 cho em. Có 79.000 cái chất đẹp mê ly luôn. 35 cân quay lại cho em nhá. Hồ Ngọc Anh có 07, Hiền Lê 07 này. Đầm cốt tông, đầm cốt tông chỉ còn size 25 cân thôi ạ. Rồi mã số 07 cho em nhá. Màu đỏ này, lên màu này. Màu vàng đậm cho em này. Màu vàng nhà cho em này. Màu hoa xanh cho em này. Màu hoa xanh cho em 07 này. Màu hồng đậm cho em này. Nguyễn Thị Vân lên số điện thoại. Nhung Phạm có 07 ok này. Rồi này, hồng nhà cho em này. Nguyễn Thị Vân lên số điện thoại là 79.000 nha đại liệu nhá. 79.000. Hương Thanh có 07 ok. Thanh Tâm 07, người lạ ơi 07 ok này. Bánh 10 cân hôm nay em hết rồi ạ. Bánh 10 cân hôm nay em hết rồi. Mã số 07, à 10 cân còn một mã nữa. 10 cân còn một mã nữa nhá. Mã hàng 07 cho em 79.000 một cái. 79.000 cho em nha. 79.000 cho em. An An có 07 ok. Hòa Nhi có 07 ok này. Nguyễn Thị Tân có 07 ok này. 79.000 hồng đậm, hồng nhạt này. Màu vàng, màu xanh này. Cái này là màu xanh nhá. Cái này là điểm xanh nhiều nên là gọi là màu xanh đi. Hiền Nguyễn có 07, Lê Thị có 07 ok này. Màu vàng nhạt này. Màu vàng đậm này. 07 vàng đậm này. Khu vườn 07 rồi ok nhá. 07 cho em màu đỏ này. 79.000 cho em. 79.000 cho em nha. Mã hàng 07. Trần Thu Hường lên số điện thoại đi chị. Trần Thu Hường lên số thoại cho em là. Trần Thu Hường đã có mã nào đâu mà dồn nhỉ? Trần Thu Hường. Trần Thu Hường bây giờ mới có mã đầu tiên này. Trần Thu Hường lên số thoại cho em nào. Đã có mã nào đâu mà dồn đơn. Ly Trúc có 07 này. Bảo Ngân có 07 ok này. Ngọc Thắm này có mẫu khác rất nhiều mẫu. Rồi 07 cho em nhá chị nhá. Trần Thu Hường lên số thoại đi nhá. Trần Thu Hường lên số thoại đi. 07 cho em. 07 cho em nhá. Mọi người 79.000 đồng nhá. Rồi qua mã nhà 8 tính hôm nay không có. Rồi mã tiếp theo này. Đỗ Hồng có 07 ok. Trần Thu Hường lên số thoại đi chị. Trần Thu Hường lên số thoại cho em nhá. Trần Bảo Ngân có 07 rồi ok này. Thanh Hiền Nguyễn có 07 rồi ok này. Rồi váy này lên cho em mã số 21 này. Hai gì đây, 15 cân đến 20 cân cho em, 4 tuổi quay lại này. Mã số 21 cho em Hoa Nhí nhá. Mã số 21 cho em Hoa Nhí này. 15 cân đến 20 cân cho em, 3 đến 4 tuổi mặc vừa cho em. Mã số 21 cho em, cái này sale luôn cho em 69.000 luôn. Chân váy à, chân váy rồi, đợi chân váy còn có 20 cân thôi. Trần Hà có 07 rồi, bé bông 07 rồi ok này. Đó, chị Trần Thu Hường, đúng Trần Thu Hường. Trần Thu Hường lên số thoại đi chị. Đó, chưa có số thật luôn ạ. À. Rồi mã này lên cho em mã số 21 này. Mã hàng số 21 cho em này. Size cho bé là 15 cân đến 20 cân cho em, 3 4 tuổi mặc vừa cho em nhá. 3 đến 4 tuổi mặc vừa cho em với giá là 69.000 một cái. Chất liệu của nó là thô mềm cho em. Chất liệu là thô mềm cho em nhá. Mã số 21 đi. 21 cho em màu xanh này, cổ trắng rất là đẹp. 21 cho em màu xanh này. 21 lên cho em màu hồng này. Màu hồng này. 21 màu hồng này. 21 lên cho em màu tím này. Có 11 cân giờ hết màu này lên cho. Rồi ok, tí kiểu của 21 ok này. 21 lên cho em màu vàng đậm này. Màu vàng đậm này có 69.000 một cái. 21 lên cho em màu vàng nhạt này. Cái này không có 30 cân, cái này 20 cân 4 tuổi thôi nhá. 20 cân 4 tuổi quay lại nhá. Đầm sọc caro bên trái có size 30 cân không? Có cái đầm sọc nâu này hả? Có chị nhá, có đấy. Đầm sọc màu hồng này đúng không? Sọc hồng có 30-35 cân đấy. Rồi mã số 21 cho em nha. Mã số 21 cho em nhá. 21 chứ đầm ca là đầm búc ri này còn size gì? Búc ri này còn size gì đây? Nhắn sang bên kia xem. Nguyễn Hồng có 07 rồi ok này. Hương Thanh có 21 ok này. Mã số 21 cho em nhá, màu xanh này. 15 đến 20 cân 4 tuổi quay lại. Mọi người nhớ là nghe tuổi cho chuẩn nha mọi người nha. 3 4 tuổi mặc vừa cái váy này cho em này, 69.000 thôi. Chất
màu tím cho em 21 này. À, váy thu đen chỉ còn 25 cân thôi. Mã số 21 em có màu vàng đậm này. Và 21 em có vàng nhạt nhá. 21 em có vàng nhạt mã số 21. À, đại liễu có 07 thôi, ok này. Đinh thì liễu có 21, người liễu 21 này. Cam xạ không có 35 cân. Cái này 20 cân 4 tuổi, mọi người nghe rõ cân nặng cho em nhá mọi người nhá. Mã số 21 cho em nhá. Hàng hương này, hàng dương có 15 ok này. Rồi mã này là 21 ạ, mã số 21 cho em. 69.000 cho em nhá. Trần Thu Hường có 21, 69.000 thôi. 20 cân 4 tuổi, các chị nhớ nghe kỹ nha mọi người nhá, nghe kỹ tuổi và cân nặng nhá. À, thun 30 cân em hết rồi. Thun 30 cân em hết rồi. Mã số 21 cho em nhá mọi người ơi, chị nào lấy 21 thì comment 21 cho em nha. 21 cho em với giá là 69.000 một cái nhá, 15 đến 20 cân cho em mã số là 21 đi. 69.000 bây giờ còn xanh nhỡ là chủ yếu các chị ạ. À, ok, nguyên liệu có 21, có 3 lá, có 21 ok này. 21, 69.000 cho em nhá. 15, 14, 14, 15 cân cái này đều vừa nhá chị ơi. Nguyên Thảo nhá, 14, 15 cân cái này đều vừa ấy. Rồi thì nào lại có mấy 21 cho em đi. Rồi 10 cân hả? 10 cân em có mã này em tặng luôn này. Mã số 22 này. Mã số 22 này, 10 cân đến 15 cân cho em này. Mã số 22 sale 60.000 luôn cho em này. 22 60.000 luôn cho em. À, váy hoa cài nha mọi người nhá. Váy hoa cài là mã số 22 cho em này. 60.000. 60.000 luôn. Ở sau có dây buộc thắt eo. Cái này con nhà em mặc đẹp lắm. Chất liệu của nó là đùi nha mọi người nhá. Cái này chất đùi tơ. 16 cân vừa nha Trần Thu Hường nhá. Bộ sau lưng bạn là màu gì đó ạ? Có 32 cân, 32 cân có màu hồng này. Rồi mã này lên cho em hỏi cái bookri bên kia xem size gì nào. Rồi mã này lên cho em mã số là 22 nhá. 10 cân cho tới 15 cân, 1 đến 3 tuổi mặc vừa cho em. Mã số 22 cho em với giá là có 60.000 một cái thôi. 60.000 đồng một cái cho em nhá. 22 60.000 đồng cho em này. Mã số 22 60.000 cho em nhá. 22 cho em màu vàng, 22 lên cho em màu hồng nha mọi người nhá. Mã số là 22 rồi, đợi xíu em tí nha, đợi em tí các bác ơi. Mã số 22 cho em đi. 22 size nhí nha, chị nào lấy size nhí thì comment size nhí 10 đến 15 cân cho em nhá. 10 đến 15 cân, 1 đến 3 tuổi nha, mặc vừa cho em. Đây lên con này cho em này. 13 đúng không? 13. Rồi mã này lên cho em mã số 13 này. Bé á, à không, cái này là màu gì nhá. Rồi mã này lên cho em mã số 13 này. Ok, rồi ok nhá. Mã số 13 cho em này. Mã số 13 váy sọc cho em, size cho bé là 15 cân đến 30 cân cho em nhá. Mã số 13 cái này sale luôn 109.000, váy sọc bukri cao cấp cho em nhá. Bukri cao cấp. Thiên An có 22 rồi ok, Ngụy Yên đang có 22 ok này. Rồi cái này vẫn còn size 34 cân này các chị nhá, 112 cái 34 cân nhá. Nên là lên mã hàng cho em là 13 kèm cân nặng cho em là được. Mã này lên cho em là 13 cho em sọc to và 13 lên cho em sọc bé nhá. Có sọc to và sọc bé cho em này. 15 đến 30 cân cho em, 4 đến 8 9 tuổi quay lại cho em. 4 đến 8 9 tuổi quay lại mặc vừa cho em váy này. Với giá là 109.000 nhá mọi người nhá. 109.000 cho em, còn 42 cái size 35 cân nhá. Có Nguyên Yên là cái gì có mắt đâu thì Bích Võ lên số điện thoại đi ạ. Bích Võ lên số điện thoại nào. Thoa kệ cái gì? Chị gì? Võ Nguyên Yên Đan. Võ Nguyên Yên Đan lên số điện thoại đi nào. Chị đang hỏi mà. Võ Nguyên Yên Đan lên số điện thoại đi chị ơi. Mã 22 lên số điện thoại đi. Rồi nhá, nguyên liệu có 13 ok này. Bích Thảo có 21 này, người lạ ơi có 13 ok này. Cái này có sọc bé và sọc to cho em nhá. Sọc to và sọc bé nhá. 15 cân đến 30 cân, còn trên 30 cân vẫn còn 1-2 cái, các chị để lại số điện thoại cho em. Mã hàng kèm số điện thoại cho em là có đơn. Cái này chỉ được chọn là sọc to hoặc là sọc bé cho em nhá mọi người nhá. Sọc to hoặc là sọc bé cho em với giá là 109.000. Mã hàng cho em là 13 nhá. Yên Tan đây lấy cái 13 này này. Mã số 13 này này. Mã số 13 cho em nhá. 109.000, chất liệu của nó là thô mềm cho em. Cái này là thô boy mềm nha mọi người nhá. Có sọc bé này, 13 cho em.
cho em sọc to 13 sọc bé 109.000 nha mọi người nhá. 109.000 thôi, thôi boy siêu đẹp luôn á. Cái này bao dáng bao chất luôn, bao thị trường luôn. Dáng baby doll mà sau là có kẻ có khóa dấu khóa ấy. Cái này là dấu khóa cho em này, rất là đẹp. 13 cho em nhá mọi người nhá. Trang Huy 13 ok này. Dùng đơn ok này, mọi người nhớ đi đơn đi 2 nhật 2 sản phẩm trở lên cho em rồi nhá. Mã số 13 cho em với giá là 109.000. Mã hàng cho em là 13 đi. Kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em. Mã số 13 cho Minh Trần ok này. À 21 cho Minh Trần này. 13 cho Minh Trần này, dùng đơn ok này. 13 nhá, mã hàng số 13 cho em. Rồi lên một cái size bé này nhá. Thu Hương Nguyễn lên số điện thoại đi chị. Thu Hương Nguyễn lên số điện thoại cho em này. Thu Hương Nguyễn lên số điện thoại đi. Rồi lên cho em bánh này mã số 20 mấy 23. Rồi mã số 23 cho em này, 10 cân đến 15 cân 3 tuổi quay lại này. Thu Hương Nguyễn này có ha, có 13 ok này. 35 cân có size đấy chị, để lại mã hàng kèm số điện thoại cho chị Giang Hà nhá. Rồi Thu Hương Nguyễn có 13 này, shop em ở Thanh Hóa, shop em ở Thanh Hóa nha các bác ơi. Rồi ship toàn quốc 30.000 cho em, cổ giống 08 á. Cổ giống 08 mà. À, cái đấy giống 08 đấy chị cũng thích hả? Cái này thì không, chỉ lấy cái 06 này được này. Cái 06 này được này. Đây là mã 06, 20 cân cho tới 40 cân cho em 06 này. 95.000 cho em 06 này. Mã này là 06, hôm đấy xưởng nó lại đưa nhầm cho em hai cái cổ giống nhau. Rồi mã này cho em là 06. Đây là 06 nhá. Người lạ ơi có rồi nhá. Người lạ ơi có rồi. Mã này là 06 cho em 20 cân đến 40 cân cho em 95.000 một cái thôi. 95.000 cho em nhá. 06 95.000 cho em này, màu hồng này. Màu vàng cho em 06 này nhá. Cái này là 06 cho em. Chất liệu là thô boy cho em nhá, rất là đẹp. 06. Còn cái này mã tiếp theo là 23. 23. Mã tiếp theo lên cho em mã số 23 này. Mã số 23, 10 cân đến 15 cân là có 5 chiếc thôi, em tặng cái này luôn 55.000 luôn nhá. Không lượng màu các chị ơi, cái này còn mấy cái thôi không lượng màu. 10 đến 15 cân cho em 55.000, cho em có màu đỏ và màu vàng này. Mã số này lên là 23 nhá, 55.000. Yên Đan có 06 ok này. Cho mình xem váy 2 dây bồng màu trắng ha. 2 dây bồng màu trắng là thế nào đấy? Này trước mặt em luôn hả? Màu be đi luôn hả? Rồi 23 nhá, mã số 23. Kim Liên có 06 ok này. 23 màu không chọn, không chọn màu nhá. Mã số 23 không lượng màu cho em. Còn có mấy cái nữa chị ạ? 23 10 đến 15 cân cho em 55.000 một cái thôi nhá. Đây. 23 10 đến 15 cân này. Cái này chất hóa là quan Hàn Châu co giãn này, đắp hoa tơ cho em rất là đẹp luôn ạ. Còn 55.000 thôi. 55.000 cho em. Lương Thanh có 23, Nguyễn Lương 23 ok, không lựa màu nha mọi người nhá, không lựa màu nhá. Yên Đan 17 cân không vừa đâu ạ, cái này 15 cân 3 tuổi quay lại thôi nhá. Cái này không thể thun đâu. Mã này lên cho em mã số 23. À Ngân Kiệt lấy mã thun 17 là ok này. Lân Mai có 06 rồi đơn ok này. Mã 23 cho em nhá. 23 cho em này. Màu không lựa màu đâu, thì còn có 5-6 cái thôi, em tặng 55.000 luôn nhá. 15 cân 3 tuổi qua lại mã số 23 nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Mã số 24 này. À còn mấy cái chân váy này em cũng tặng luôn nha các chị nhá. Còn mấy cái chân váy này em cũng tặng luôn này. Chân váy mã số 24 cho em 15 cân đến 20 cân cho em này. 5 tuổi qua lại nhá. Mã số 24 chân váy em tặng luôn các chị luôn, 69.000 một cái thôi nhá. Cánh tiên phía sau. Cánh tiên phía sau đây ạ, cái hồng này ạ, cánh tiên hồng này đúng không? Rồi nha, không có đồ bé trai rồi nhé, không có đồ bé trai, mùa đông thì mới bán cả bé trai, mùa đông mới bán cả bé trai, còn mùa hè toàn bán váy thôi. Rồi mã tiếp theo lên cho em chân váy mã số 24 này, 15 đến 20 cân cho em nhá. Chân váy 69.000 một cái thôi ạ. Đây, hàng 180 là sale 69.000 một cái này, chân váy dập lỗ cho em này. Đừng sọc lỗ sau lưng ok chị. Rồi nhá. Áo thun mặt đá còn nha Mai Nguyễn nhá. Áo thun mặt đá còn 55.000 mã số 17 nhá. Hương Quê có 06 ok này. Hào Hào Vũ có chân váy ok. Các chị nhớ là đi đâu đi nhất là từ 2 sản phẩm trở lên nhá mọi người nhá. 15 đến 20 cân cho em chân váy này. Có 69.000 một cái thôi. 69.000 chân đẹp lắm, 15 đến 20 cân nhá. 4 đến 5 tuổi mặc vừa cho em ạ. 4
luôn. Chân váy mã số 24 nhá. Rồi mã tiếp theo lên trên này. À cái váy sản phẩm này là mã số bao nhiêu đấy? 11 à. Đây hả? Chân váy còn size bé lắm mà có 1-2 kiểu thôi. 08. Rồi cái này là 08 nhá. Mã này lên là 08 cho em đây ạ. Cái này là 08 này. 08 cái này còn size gì đấy? 17 cân đến 37 cân cho em mã số 08 này. 08 cho em với giá là 99.000 đồng cho em 08 nhá. Chân váy 30 cân em không còn. Khách Hiền Nguyễn có 324 ok này. Rồi mã này cho em sọc này là 08 cho em nhá. Sọc này là 08 cho em này. Dáng xòe baby doll cho em 08 này. Size từ 17 cân tới 37 cân cho em mã số 08 99.000 cho em nhá. 99.000 08 cho em màu hồng này. 08 cho em màu hồng này. 08 lên cho em màu đỏ này. Màu đỏ cho em mã số 08 này. 08 nha mọi người. Rồi 08 lên cho em màu xanh đậm này. 08 màu xanh đậm chị nào có rồi không phải đặt lại đâu nhá. 08 lên cho em màu xanh nhạt này. Màu xanh nhạt cho em mã số 08 này. Váy bông 2 dây bao nhiêu vậy? Chốt váy bông 2 dây đâu nhỉ? Váy bông 2 dây 79.000 thôi, 79.000. Mã số 08 nha mọi người nhá. 08 99.000 cho em size 37 cân quay lại cho em nhá. Từ 17 cân 4 tuổi cho tới 37 cân quay lại cho em mã hàng là 08 nhá mọi người nhá. Cái sọc này là 08, chị nào có rồi không cần đặt lại đâu nhá. Chị nào có rồi không cần đặt lại đâu, dành cho khách đang hỏi đây. Và sọc nâu cho em này. Sọc nâu cho em này. Mã hàng 08 nha. 08 cho em. 17 cân tới 37 cân cho em. 17 tới 37 cân cho em nhá. Sọc nâu này. 08 lên cho em màu sọc xanh nhạt này. 08 cho em xanh nhạt này. 08 cho em màu xanh đậm này. Màu xanh đậm này. 08 cho em màu sọc đỏ này. Và 08 lên cho em sọc hồng nhá mọi người nhá. Và 08 cho em sọc hồng 17 đến 37 cân cho em nhá. Đầm dây sau lưng em là mã 02 hoặc bao nhiêu nhỉ? Cái này là 11 đúng không? Đầm dây này là mã số 11 này, đúng không? Mã số 11 15 cân đến 22 cân, cái này là mã số 11 nhá. Ok, Châu Phương có 08 đủ màu size to, lên số điện thoại cho em với chị Châu Phương. Châu Phương lên số điện thoại đi. Châu Phương lên số điện thoại nhá. Rồi mã này lên cho em mã số 11 này. Mã số 11 cho em này. Yên Đan có 08 ok này, bạn giúp mình váy bồng 2 giây để mình đặt. Váy bồng 2 giây là váy nào đây hả? Mã này lên cho em là mã số 11 nhá. Cái này đúng không? Mã số 11 cho em này. Size là 15 cân đến 22 cân cho em mã số 11 nhá. 85.000 cho em. Mã số 11 cho em màu be này. 11 cho em màu vàng này. 85.000. 11 cho em màu trắng này. 85.000. Và 11 lên cho em màu hồng nhá. 85.000 đồng cho em. Mã số là 11-22 cân quay đầu cho em. Châu Phương có rồi. Sang Hà có 08 rồi. Châu Phương có rồi. 08 rồi. Ok, bé 1 tuổi 20 cân có không có nhá chị ơi. 15 cân mẫu khác đợi xíu nhá. Rồi 15 cân đến 20 cân cho em mã số 11 nha mọi người nhá. 15 đến 20 2 cân quay đầu 2 giây lên mặt không cần. 11 cho em màu trắng màu hồng này. 11 lên cho em màu trắng này. 11 lên cho em màu vàng này. Đây là mã số 11 tay bèo cho em nhá. 11 cho em màu be này. Đây là 11 nha các bác nha. Mặt sau có dây thắt eo nhá. Mặt sau có dây thắt eo cho em. Mã số là 11 đi. Không biết. Chị Châu Phương là khách sĩ à. Khách sĩ của nhà em hôm trước có phải không? Vì nhà em bị mất bếp ấy, nên là khách sĩ bị mà bị mất. Mất hết cả số. Ok Châu Phương này. Hảo Hảo Vũ có 08 ok này. Vũ Hương Nguyễn có 08 ok. Anh Tâm này có 11 ok này. Thay nhỏ từ 10 đến 15 cân có nhá. 35 cân à. 35 cân thì chỉ có mình cái này này, màu hồng này này. Với lại cái mã số sọc buri thôi chị Giang Hà ơi. 35 cân thì có cái này với cái sọc buri. Với lại cái mã số sọc hồng này này. Thì cái size lớn bây giờ không còn đấy. Rồi mã tiếp theo lên trên này. À, mới tìm được Facebook của mình. Cảm ơn chị. Rồi mã này lên trên. Cái này là bây giờ là bếp chính ấy. Mã này lên trên là mã số 27 đây.
Nguyễn Lương là đặt được mã nào chưa chị? 10 đến 15 cân. Ui còn hai cái kia màu hồng rất là đẹp mà không có ai. Không có ai đi. Rồi mã số 25 nhá mọi người nhá. 14 15 này, 18 cân nặng 20 cân cho Kim Hồng lên số điện thoại cho em với năm. Kim Hồng có số điện thoại chưa? Ok chị Kim Hồng này. Rồi ok cân fan. Rồi ok nha. Rồi ok, váy xanh 17 cân thì có. Cân fan có 25 ok, Nguyễn Liễu có 25 ok này. Dương Diễm Hương Diễm có 11 ok này. Dương Băng Trần có 07 này, 07 ok này. 11 ok này. Rồi cái này là mã số 25 cho em nhá, 15 đến 20 cân cho em 75.000 nhá. 75.000 nha chị nhá, đặng cẩm tiên 75.000 thôi ạ. 75.000 đồng cho em thôi, có màu hồng và màu cam nhá. 75.000 một cái này các chị ạ. 20 cân quay đầu 75.000 thôi. 75.000 đồng cho em màu hồng này. 25 cho em màu cam này, hoa cam hoa hồng cho em 75.000 một cái nhá. 75.000 đồng cho em. Tí này em tặng cái này cho các chị nha. 75.000 nha mọi người nhá. Chị nào lấy thì comment cho em mã hàng là 75.000 đồng cho em. Có bèo này rất là xinh luôn. Cái này có bèo á. Cái này rất là bèo, rất là xinh luôn nhá. Mới chất luôn cho em. Thôi chị nào lấy thì comment 75.000. Mã số là 75.000 nha mọi người nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Rồi lên cho em tiếp mã này đúng vân này. Mã tiếp theo lên cho em mã số 26 này. Bích Thảo có 25, Hương Quê có 25 ok này. Hương Quê màu cam ok. Cái này là mã bao nhiêu đấy? 59.000. Rồi 06 hồng, 06 vàng cho em. Nguyên hồng có 05, be trần 05, ok váy
xá xuống còn có 95.000 đấy, các chị nhanh tay lên. Mã tiếp theo lên cho em này. Bán hàng tiếp theo lên cho em váy đuổi gân này. À, be trần ok này. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số mấy nhỉ? 26 ạ. Mã số 26 cho em 15 cân đến tầm 20 cân nhá. Mã số 26 này 15 đến 20 cân cho em, cái này sale luôn cho em với giá là 69.000 nhá. 69.000 mã số 26 cho em này. Mã số 26 cho em màu vàng và 26 lên cho em màu be này. 26 vàng 26 be cho em nhá. 26 vàng 26 be 69.000 cho em, đúng rồi, xem cái size váy đấy luôn cho chị đi. Đây bên cạnh em để luôn đây. Cái váy sọc sọc đấy lên luôn cái màu hồng đó, đúng rồi, đấy là một kiểu đấy. Xem size luôn hay sao gì. 26 nha mọi người nhá, 26 69.000 cho em. Số ok nhá, lên váy 14 cân à? Có luôn. À, Lê Thủy có 06 rồi. Thảo Thảo Vũ có 06 rồi, ok này. Mã này cho em mã số là 26 cho em nhá, 15 đến 20 cân cho em này. 4 đến 5 tuổi mặc vừa cho em. Mã số 26 cho em nhá, 69.000 thôi ạ. 69.000 cho em có màu be này. 26 lên cho em màu vàng này, đuổi gân nhá mọi người nhá. Cái này cái chất liệu của nó là đuổi gân cho em này. Đuổi gân cho em nhá, mã số 26 cho em nhá. Đuổi gân 69.000 cho em. 69.000 cái đấy là màu yếm đấy, yếm vàng chưa? Cái đấy bên trong kia. Rồi, mã số 26, các chị ơi chấm bài lên cho em rồi nha. Mã số 26 nhá mọi người nhá. 26 cho em 69.000 đồng nhá. 69.000 đồng. 69.000 đồng cho em. 69.000 thôi ạ. Ok, Mạnh Ngãi có 26, ok, 15 đến 20 cân cho em nhá, đủ gân cho em này, bên trong có lớp lót nha mọi người, bên trong có lớp lót cho em, bèo rất là xinh, ở sau là khóa chìm cho em nhá, ở sau là khóa chìm cho em, mã số 26, 69.000 cho em này, Châu Phương hai cái này, Mạnh Ngãi 26 ok này, à, mẫu caro à, mẫu caro là mẫu 26 cái này ạ, ok, rồi chị nào lấy 26, comment 26 cho em nhá. 26 ok này. Rồi cái này em tặng này, mã này là không đủ đúng không? Cái này không mấy đấy. Cái này còn sai nữa. Rồi mã này lên cho em là 03 30.000 này. Cái này tặng sĩ bằng lĩnh này. Rồi lên cho em con này 03 30.000 cho em này. 12 cân đến 20 cân cho em 4 tuổi quay lại nhá. 26 này, 26 là 69.000 đồng một cái nhá. Rồi ok này. Anh đua có 26 này. Anh đua lên lại xuống thẳng. Nguyên đua lên số điện thoại đi. Nguyên đua lên số lên lại số điện thoại. Khánh Ngọc lên lại số điện thoại này. Khánh Ngọc lên số điện thoại này. Nguyễn Lương có 03 ok. Mã này lên cho em là 03 nhá mọi người. Cái này có ít thôi ạ. Tặng luôn 30.000 size 12 cân này, 2 tuổi cho tới 20 cân 4 tuổi cho em. Nói chung là 2 đến 4 tuổi là mặc vừa cho em. Mã hàng 03 4 tuổi qua lại thôi nhá. 20 cân 4 tuổi quay lại các chị lưu ý là phải nghe tuổi đấy nhá. 4 tuổi quay lại mặc vừa cho em 20 cân này. 30.000 thôi ạ. 30.000 đồng cho em chất co giãn nhá. Hoa Nguyên có này, các chị lưu ý đi đơn ít nhất là từ 2-3 sản phẩm trở lên, đơn trên 100.000 đồng cho em với nha mọi người nha. Mã số 23 cho em đi. À quên, 03 cho em đi. 03 nhá. Mã số 03 cho em nhá. 03 cho em với giá là 30.000. 03 30.000 cho em, không có 7 cân rồi chị ạ. Hồng vàng trắng cho em 03 30.000 cho em. 30.000 cho em nhá. Chị Nguyễn có 26 ok, 26 26 cũng có 25 ký thì sao? 03 cho Phương Thoa ok này, Can Sơn này có 03 ok này. Sọc 08 đổi sang sọc vàng nhé. Ok chị Hảo Hảo Vũ này, ngày mai báo với nhân viên nhé chị Hảo Hảo Vũ nhá. Mai báo với nhân viên. Rồi Lệ Thủy có 03 rồi ok này. 03 20 cân 4 tuổi quay đầu cho em. 20 cân 4 tuổi quay đầu cho em với giá chỉ có 30.000. 30.000 mã số lên là 03 nhá mọi người nhá. 03 30.000 cho em. Anh Trâm có 03 ok này. Các chị nhớ là đi đơn trên 100.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Một cái là không gọi chốt đơn đâu đấy. Rồi 03 cho em màu hồng, màu vàng và màu trắng cho em nhá. 03 30.000 một cái thôi. Có 30.000 đồng một cái thôi nhá. Số 03 cho em. Phương Khoa lên số điện thoại đi chị. Hương ở cái gì? Phương Khoa. Phương Khoa lên số điện thoại đi. Phương Khoa lên số điện thoại các chị.
các chị lên số điện thoại đi. U Trinh lên số điện thoại đi. 30.000 cái, trời ơi. Giờ bán rồi cho các chị đấy. Rồi mã tiếp theo lên cho em váy xong này. 6789 ạ. 15 đến 22 cân. Rồi ok, Hồng Anh à, có thì Út Trinh có không ba. Ok các chị lưu ý nhá. 27 cân không có các chị ơi, nghe cân nặng giúp em đi. 20 cân 4 tuổi quay lại nhá. 20 cân 4 tuổi quay lại cho em 30.000 nhá. 20 cân 4 tuổi quay lại, 12 cân này từ 2 tuổi cho tới 20 cân 4 tuổi quay lại mặc vừa cho em. Rồi mã này lên cho em mã số 20 mấy đây. Mã số 27 cho em này. À, cái này cũng không lựa màu này, size 15 cân đến tầm khoảng 22 cân cho em, còn 5 cái tặng luôn cho em 49.000 cho em này. Mã số 27 nhá. Mã số 27 cho em. 2749.000. Con ốc tự nhiên nó chia này. Nhìn này. Mỗi nơi mỗi miếng này. Rồi ok nhá. Không có 03 30 cân đâu các chị, có nghe cân nặng như vậy. Rồi, mã này cho em là mã số 27 cho em 49.000 cho em nhá. 27 49.000, không lựa màu nhá các chị nha, không lựa màu nhá. Cái này xí bằng lẻ đấy nhá mọi người. Cái này mấy là mấy mã tặng thôi ạ. Trâm Ly có 07 này. Anh Trâm 07 ok này, Ngọc Hà 07 ok là Châu Phương 07 ok này. 07 à cái gì? 27 27 thì 07 chứ. 27 nha các bác nhá. Mã số là 27 cho em nhá. 28 cân có rất nhiều. 27 hết. Trâm Ly lên số điện thoại. Trâm Ly lên số điện thoại 27 hết rồi nhá. 27 hết này. Rồi lên cho em bộ loang này. Lên cho em bộ loang tặng luôn này. Trâm Ly lên số điện thoại đi chị ơi. Rồi lên cho em bộ loang nhá, bộ loang cút tông cho em này. Mã tiếp theo lên cho em mã số 28 ạ. 27 hết rồi, 27 hết rồi nhá. 27 hết không nhận 27 nữa này. 27 em có mấy tá thôi ạ. 28 này, các chị nhớ là đi đâu đi nhá, là từ 23 sản phẩm trở lên nhá mọi người nhá. Một cái với hai cái dưới 100.000 là không gọi đâu. Nên mọi người phải lưu ý cho em. Mã số 28 này, 28 cho em này. Size cho bé là từ cái này size gì nhỉ? À, 15 cân tới 25 cân cho em, mã số 28 cho em nhá. Bộ này sale luôn 49.000 một bộ luôn. 49.000 mã số 28 cho em này. 15 cân đến 25 cân cho em bộ loang nhá. Cái này hàng cốt tông siêu đẹp luôn, mà chất nó rất là đanh luôn á. Cái này chất đanh á. 25 cân nhá, 25 cân quay đầu cho em nhá mọi người nhá. 15 cân 3 tuổi á cho tới 25 cân 6 tuổi quay lại cho em. Váy kẻ ở sau 99.000, mã số là 11 cho em. À váy kẻ sau á 99.000 nhưng mà chưa nhớ mã. Rồi mã này lên cho em là 28 nhá. 49.000 một bộ thôi ạ. 49.000 một bộ cho em này. 28 kèm cân nặng cho em. 3 đến 6 tuổi mặc vừa, 15 cân đến 25 cân 6 tuổi quay về nha mọi người nhá. Đồ bé trai nhà em không có rồi. Ngọc Hà có 28 này, anh Trâm 28 ok này. À, lên 13-15kg bộ hả? Cái này bộ này 13-14kg cũng vừa mà, 14kg mặc vừa đấy. Cái này này 14kg 3 tuổi mặc vừa này. Rồi Nguyệt Trần có 28 ok này, 49.000 một bộ cho các bác nha. 49.000 đồng một bộ cho em. Các chị nhớ là đi đơn trên 2-3 sản phẩm trở lên. Nói chung cứ cộng đơn trên 100.000 đồng cho em là được các chị yêu nhá. Là được gọi cho đơn nhá, đơn lẻ một cá dưới 100.000 không gọi đâu nhá mọi người. Co giãn chất đẹp lắm, cái này cạp này rất là đẹp luôn này. Cạp rất là đanh này, đó. Mã số 28 nhá, 25 cân 6 tuổi quay lại cho em với giá là 49.000 một bộ. Tuyết Mai Bùi có 28, Thiên An 28, Nguyễn Thị Thúy này 03 ok này. Loan có một màu này thôi ạ, màu vàng này nó rất là trắng da các chị yêu ạ, cái màu này trắng da lắm. Mã số 28 cho em co giãn rất chất đẹp lắm. Dương Thơ lên số điện thoại cho em nào. Lên hoa nhỉ phía sau ok chị. Rồi mã số 28 cho em nhá mọi người, 49.000 một bộ thôi ạ. 49.000 cho em chất da đẹp luôn. Bao chất bao giá cho mọi người luôn nhá, 49.000. Váy hoa ở sau là 06 nha các tình yêu. Mã số 28 cho em. 2849.000 đồng cho em nhá. Dương Thơ có, Nhật Nguyễn có, 28 3 tuổi ok này. À, mã số 28 cho em nhá, 49.000 thôi. 49.000 cho em nhá. Mạch Ngãi có này, Mạch Ngãi có này, 2849.000 một bộ nha mọi người nhá. Dương Thơ lên số điện thoại đi, Nhật Nguyễn lên số điện thoại. Dương Thơ có 28 rồi này. Cái gì nhỉ chị Nguyễn? Nguyễn Nghĩa có 28. Nhật Nguyễn lên số điện thoại đi chị. À ui đau đây. Nhật Nguyễn lên số điện thoại đi. Nhật Nguyễn lên số điện thoại. Váy hoa nhí này là 06 cho em nha các tình yêu nhá. Váy hoa nhí này
là 06 này. À, các chị yêu này, size 20 cân đến 40 cân cho em 95.000 cho em nhá. À, Đà Nẵng có ship, Đà Nẵng vẫn ship nha chị ơi, nếu như không phải vùng phong tỏa thì vẫn ship bình thường. Mã này cho em là 06 hoa nhí này, 95.000 một cái nhá. Chất liệu của nó là cowboy, 20 cân tới 40 cân size đại nha mọi người nhá. Cái này là hàng size đại, 20 cân tới 40 cân cho em. Mã số là 06 cho em 95.000 cho em này. Màu hồng này, 06 cho em màu vàng này. Đấy, rất là đẹp. À, Tuyết Mai Bùi có 06 và 28 cho mình, ok chị này. Mã số 06 nha mọi người nhá. Cái này là 06 cho em. Huỳnh Ngọc có bộ loa ok này, lại gọi lại giúp mình, bé nhà mình nghịch điện thoại nên không nghe được. Đình Nghi này ok, tí này có nhân viên gọi nhá. Rồi mã số 26 nha các chị yêu nhá. 26 cho em. Rồi lên váy tiếp này. À quên, 0606 váy hoa nhí đấy là 06 nhá. Mã này cho em này, 06 nhá. Rồi mã tiếp theo. Mã số 29. Không phải 45.000. Mã này lên cho em mã số 02 này. Size 15 cân đến 25 cân cho em. Mã số 02 này, 02 cho em nhá, 45.000 luôn. Cái này tặng 45.000 cho em nhá. Đang sale rất là rẻ luôn á. Ok, chị Nguyễn có 06 ok này. Các chị yêu cố gắng đi đơn từ 2-3 sản phẩm trở lên cho em với nha. Mã này lên cho em là 02. 06 không có 15 cân chị ạ. 06 không có 15 cân. Rồi mã này lên cho em là 02 này. Từ 15 cân 4 tuổi cho tới 25 cân 7 tuổi quay lại nhá. 45.000. 45.000 cho em. Mã này lên cho em là 02 đi. 02 váy lanh nhá mọi người, rất là mát ạ. Bộ cộc ạ. Bộ cộc ạ. Đợi xíu em sẽ sale cả cái bộ này. Mã này lên cho em là 02 nhá. 02 45.000 thôi ạ. 45.000 cho em. Chị nào lấy 02 comment 02 25 cân quay đầu cho em nhá mọi người nhá. 25 cân quay đầu, cái này là chất liệu là lanh nhá mọi người nhá. À, xem Kazo, Kazo hồng này hả chị? Kazo hồng này hả? Rồi ok, đợi em xin nhắc hết cái này em lên cho. Toàn bộ còn một loại bộ nữa. Rồi Trang Binh có 02 ok, Lê Thị Hồng có 02 ok này, còn một loại bộ nữa nhá. Đợi em xíu. Rồi chị nào lấy 02 comment 02 cho em 45.000 thôi ạ. Ở Hào Hào Vũ có này, Lê Thị Hồng có 02, Đinh Thị Lý có 02 ok, Xoan Hoàng có 02 ok này, có 45.000 thôi em ơi. Các chị mặc phải nói mặc cả năm không sách. 02 45.000 cho em nhá, 15 đến 25 cân cho em. Cái gì to và dễ bán rẻ thì vẫn bán chạy đúng không? 02 cho Trần Thị Thủy ok này, có 45.000 thôi các chị ơi. Bao kiểm hàng cho em nhá mọi người nhá. Bao kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Kiểm tra thoải mái trước khi nhận cho em. Rồi ok, Nguyễn Hồng có 02 ok này. 02 45.000, các chị nhớ đi đơn 2-3 sản phẩm trở lên cho em nhá. 02 45.000. Váy sọc này là mã bao nhiêu chị nhỉ? Váy sọc này là mã bao nhiêu đấy? 08. Váy sọc này là mã 08 cho em nhá. Váy sọc này này, váy sọc nơ, cổ nơ cho em là mã số 08 này. Size 17 cân cho tới 37 cân cho em. Mã hàng 08 cho em với giá là 99.000 đồng cho em. Mã số này lên là 08 nha mọi người nhá. 08 99.000 đồng cho em. 17 cân tới 37 cân cho em size đại nhá. 08 lên cho em màu đỏ này. 08 này. À sọc hồng, sọc hồng. 08 cho em sọc hồng này. 08 lên cho em màu sọc nâu này. Sọc nâu cho em 08 này. 08 cho em sọc màu đỏ này. Sọc đỏ cho em 08 này. 08 lên cho em màu xanh đậm này. Sọc xanh đậm cho em 08 này. Tại 08 lên cho em màu xanh nhạt nhá. Màu xanh nhạt chị nào có rồi đừng comment nữa nhá. Mã số 08 cho em size 17 cân cho tới 37 cân cho em. Dáng xòe 17 cân 4 tuổi cho tới 37 cân 10 tuổi cho em. 99.000 đồng cho em. Mã số 08 cho em nhá. 99.000, các chị nhớ lên số điện thoại và đi đơn ít nhất là 2 cái nha mọi người nhá. Vui lên số điện thoại. 2 cái đơn cho em 100.000 đồng mới ship nha mọi người nhá. Chiều vui lên số điện thoại đi chị. Chiều vui lên số điện thoại cho em. Rồi mã này cho em là 08 cho em nhá. 08 cho em 99.000 cho em ạ. Hàng cao cấp nha mọi người nhá. Chất liệu là thô đủ rất là mềm. Cái này là hàng cao cấp rất là đẹp. Chiều vui lên số điện thoại đi. 08 cho em màu xanh nhạt này. Cái này cổ nơ đẹp lắm. Cổ nơ là voan kính nha mọi người nhá. Cái cổ nơ này là chất liệu là voan kính cho em này. Còn chất áo này là thô đủ cho em nhá. Bao giờ mới ship Bến Tre á? Bến Tre chưa ship được chị ơi. Hôm mấy hôm trước là phải bỏ mất 10 đơn Bến Tre đấy. Tiếc ơi là tiếc ấy. Tuyết Mai Bùi có 08 rồi. Ok, dồn đâu này.
là mẹ mà luôn mà nó không ship được. Đúng là em cũng tiếc lắm ấy chứ, nhưng mà bưu điện không ship, không nhận đơn ấy, chán lắm. Mã số thôi đợi mấy hôm để nha chị Vương Bích Diệp nhá, chắc là phải hết tặng khách ấy. Rồi mã số 08 cho em màu xanh này, 17 cân tới 37 cân nha. 08 cho em màu xanh nhạt đậm này, 08 sọc đỏ này, 08 cho em sọc nâu này, và 08 cho em sọc hồng nhá. Ship Sài Gòn nha, ship Sài Gòn nha chị yêu ơi, nơi không bị phong tỏa vẫn ship bình thường nhá. Đầm hồng bên trái mã bao nhiêu vậy em? Mã 06 nha chị ơi, cái này là 06, 20 cân tới 40 cân, 95.000 nhá. Rồi chị nào lấy 08 thì comment 08 cho em. Rồi mã tiếp theo lên cho em này, các chị ơi chia sẻ like cho em với. Bộ này em sale này, bộ đặt bộ đi 50 mấy nghìn, 55.000. Rồi bộ này lên cho em này. Mã bộ này lên cho em, mã bộ này là 14 cho em này. Mã bộ số 14 cho em 55.000 đồng cho em, size 20 cân tới 25 cân cho em nhá. 20 cân tới 25 cân cho em. Mã này lên cho em mã số là 14 cho em, có 55.000 một bộ thôi. 55.000 hàng cốt tông 100% dáng thể thao nhá mọi người nhá. Các chị nhớ là đi đơn từ 2-3 sản phẩm trở lên nhá. Ly Nguyễn có 08 ở Tây Ninh ship được nha mọi người nhá. Tây Ninh ship này, Cần Thơ ship này. Trang Binh có 06 rồi ok này các chị yêu. Mã này lên cho em là các chị yêu cố gắng đi đơn từ 2 sản phẩm trở lên cho em với nha. Mã này lên cho em là mã số 14, bộ vịt Donald cho em. Bộ vịt Donald 55.000 một bộ á, tặng luôn. 55.000 đồng một bộ cho em này. Đó rất là xinh. Quần là cốt tông, áo là cốt tông cho em, co bạn 4 chiều cho em nhá. Mọi người nhắc cái này còn ít lắm em tặng 55.000 luôn nhá. 20 cân tới 25 cân, 20 cân tới 27 cân cho em. Mã số 14 cho em nhá. Áo là dáng dài qua mông cho em, dáng thể thao ạ. Đây kiểu kiểu dáng của người lớn. Phương Anh lên số điện thoại cho em với nào. Mã số 14 nha, 55.000 một bộ thôi. 55.000 một bộ cho em. 55.000 đồng một bộ nha. Mã hàng số 14 cho em nhá. Nguyễn Thị Trâm có 06 ok này, Hảo Hảo Vũ có 14 ok này. 55.000 thôi nhá. Đầm dây kem đi ạ, đầm dây kem là sau hả? Mã số 11, đầm dây đấy mã số 11 nhá, 85.000. Phương Anh có 14 ok, các chị yêu cố gắng đi đơn 2-3 sản phẩm trở lên cho em với nhá. Mã số 14 cho em đi. 14 55.000 cho em nha. Mã số 14 55.000 đồng cho em. 55.000 đồng cho em nha các bác nha. Đồ mặc nhà cho bé á. Đây cái này bộ này chỉ còn có đồ 12 cân à, 12 cân có váy. Rồi chị nào lấy 14 thì comment 14 cho em bộ thể thao nhá mọi người nhá. 55.000 nha mọi người nhá. 55.000 cho em thôi. Còn mấy bộ tặng 55.000 cho em. Lên tiếp một bộ ống sớ này, bộ ống sớ này em cũng tặng này. Cái phần này là chun
thông số của 30 ký hôm nay em hết mất rồi. Ngọc Ngà, Ngọc Ngà rồi, ok chị này. À, Thắm Hoàng có 29 ok nhá, váy size 10-15 cân rồi lên luôn cho chị, để chị chọn luôn cho hết, cho đủ đơn này. Cô 10-15 cân này, còn hai cái này là sale luôn này. Rồi còn hai cái này 10-12 cân cho em này. Hai cái này 10-15 cân cho em nhá. Một cái 10 cân, một cái 15 cân cho em này. À, mấy tiền nhỉ? 13 23 này, mã số 23 cho em 10 đến 15 cân cho em này. Có hai cái thôi. 55.000 mã số 23 nhá. Mã số 23 cho em nhá. Đang hỏi không biết dạo này chị like trang nào thì nó hiện trang Facebook luôn. Tìm mã không thấy đúng không? Rồi nhá. Đúng rồi, cái này mới có 10 15 cân thôi chị. Lên số điện thoại đi chị. Thắm Hoàng lên số điện thoại đi. Rồi lên tiếp theo này. Rồi mã tiếp theo cho em này. Máy cái này chị trao màu gì? Màu hồng à? Rồi mã tiếp theo lên cho em Hoa Nhí này. 29 nha. Thắm Hoàng lên số thoại đi chị ơi. Nguyễn Thị Thúy có 02033 cá nhá. Ok này Nguyễn Lương, hai cái đó 10 và 15 cân. Ok Nguyễn Lương này. Rồi cái đấy chất đẹp lắm. Mà màu kiểu cũng đẹp, con nhé, mặc đẹp lắm. Rồi mã này lên cho em mã số 30 này. Mã size 20 cân đúng không? Mã số 30 này size 12 cân đến 3 đến 20 cân cho em này. 12 cân đến 20 cân cho em nhá. Sale luôn cho em này. 65.000 đồng cho em. Mã hàng này lên cho em mã số là 30 65.000 nha mọi người nhá. 30 23 em hết rồi. 23 cho chị Nguyễn Lương là hết nha. 23 cho Nguyễn Lương là hết rồi. Rồi mã này lên cho em mã số 30 Hoa Nhí cho em này, có hồng đậm hồng nhạt cho em nhá. Có hồng đậm hồng nhạt cho em size 12 cân 2 tuổi cho tới 20 cân 5 tuổi quay lại. 5 tuổi quay lại cho em váy này sale này 65.000 một cái nhá mọi người nhá. 65.000. Mặt sau có dây buộc thắt eo cho em này. 65.000 cho em. À, bộ 30 ký em hết rồi ạ. Bộ 30 ký em hết rồi. 65.000 đồng nha mọi người nhá. 65.000 đồng cho em. Mã số 30 nhá mọi người nhá. Mã số 30 có hồng đậm và hồng nhạt cho em. Hồng đậm và hồng nhạt cho em, mã hàng số 30 nha. Mã số 30 cho em. Có bộ nhưng mà còn bộ size 25 cân thôi. À, mạch ngãi có 2 giây ở sau rồi, đợi xíu qua cái này em lên cho nhá. Rồi mã số này lên cho em là 30 nhá. 12 cân cho tới 20 cân 5 tuổi quay lại nha mọi người nhá. 2 đến 5 tuổi mặc vừa cho em nhá. Mã số 30 là 65.000 một cái nha. 65.000 đồng cho em 30 nhá. Mã số 30 cho em 65.000 cho em, có hồng nhạt và hồng đậm cho em nhá mọi người nhá. Màu hồng nhạt và hồng đậm cho em. Mã số là 30. Như Quỳnh có 30 ok mọi người, nhớ là đi đơn ít nhất là từ 2 sản phẩm trở lên cho em nhá mọi người nhá. Ít nhất đi đơn từ 2 cái nhá. Mã số 30 ạ. Cái này chỉ có size đến 20 cân 5 tuổi thôi ạ. 20 cân 5 tuổi cho em với giá là 65.000 cho em nhá. Chất liệu là thô mềm cho em. Chất liệu là thô mềm cho em. Đây số lên cho em này. Váy dây này ạ. Váy dây này là mã số, váy dây này là mã số 11 cho em nhá. Nguyễn Hồng có 30 rồi, Thúy Đào có 30, Hảo Hảo Vũ có 30 ok này. Rồi lên váy hồng này cho em là mã số 11 nhá. À váy hai dây này. Mã số 11 cho em, size 15 đến 20 cân cho em. Mã hàng số 11 cho em với giá là 85.000. Mã số 11 cho em 85.000 đồng cho em. Này lên là mã số 11 nhá. 85.000 đồng cho em màu be này. 11 cho em màu vàng này. 11 cho em màu trắng này. Và 14 lên cho em màu hồng nhá. Ok, 30 này, 37 ký thì có cái màu hồng này thôi chị ạ. Rồi Cấm Duyên có 30, 2 màu hộp đơn ok nhá. Thêm váy cấp 2. Ok, rồi mã này lên cho em là mã số 11 nha các chị nhá. Mã hàng số 11 cho em này. Size cho bé là từ 15 cân đến 20 cân cho em, 4 đến tầm 6 tuổi, 7 tuổi quay về nhá. 4 đến 7 tuổi quay về cho em với giá là 85.000 thôi ạ. 85.000, mã số 11 cho em màu hồng, màu trắng này. 11 cho em màu vàng này, 85.000 cho em nhá. 11 cho em màu be này, 85.000 cho em. Châm trần có 30 rồi ok này. Rồi mã số 11 cho em nhá mọi người nhá. Chị
nào lấy 11 thì comment 11 cho em. Cho em này, mã hàng số 13 cho em với giá là
nha mọi người ơi, chấm bài lên cho em với nào. Chất rất là mịn. Cái này các chị mà mua bên ngoài là phải tầm 220 một bộ này.
chất nó mịn mà rất là mát luôn á. Mã số này lên cho em là 32 nhá. Mã số 32. Mã số 32 cho em. Có hồng và vàng. 17 cân cho tới 35 cân cho em nhá. 17 cân cho tới 35 cân cho em. Mã số 32, 89.000 một bộ nha mọi người nhá. 89.000 đồng cho em. 89.000 đồng cho em mã số 32 nhá. Tự nhiên sao tụt. Bảo kéo này còn tụt hơn. Mã số 32 nhá mọi người nhá. Có 35 cân mà. Cái này có tới 35 cân cơ nhưng mà không lượng màu ấy. 89.000. Cái này là bộ này là 220 ở ngoài shop đấy. Bây giờ bán có 89.000 một bộ. Chất nó đẹp lắm. Thanh Hoa có 31 ok này. Các chị nhớ đi đâu. À 31 em hết rồi. 31 em hết rồi con. 31 em hết rồi nha. 31 em hết rồi. Mã này lên cho em là 32 nhá. 32 89.000 cho em. 17, 18 cân cho tới 35 cân cho em. 18 cân cho tới 35 cân cho em. 32 nhá. 32 cho em nhá. Chị nào lấy 32 thì comment mã số 32 bộ ngố cho em nhá mọi người nhá. 89.000 một bộ thôi ạ. Chất bao đẹp luôn. Bao kiểm hàng cho em nhá. Chất bao đẹp luôn cho em. 32 89.000 cho em nhá. Cái máy 32 89.000 nhá. Màu vàng nhạt này. Màu vàng.
vàng nhà cho em 79.000 thôi nhá. 79.000. 07 lên cho em màu hoa xanh này. Cái này là hoa điểm xanh nhá mọi người nhá. Hoa điểm xanh cho em 07 này. 15 đến 35 cân cho em với giá 79.000 nhá. 07 lên cho em màu hồng đậm này. Màu hồng đậm này. Và 07 lên cho em màu hồng nhạt này. Màu hồng nhạt cho em. Mã hàng 07 cho em 79.000 nha mọi người nhá. Hoa tơ cao cấp 07 79.000. 07 nhá. Đầm hoa nhí hồng. Hoa nhí hồng là mã số 06 ạ. 06 nhá. Còn mã này là 07 cho em. Cái này tiền thật. Nó hỏi này hết tiền sớm hay à em? Này xem mấy tiếng hết tiền sớm thì là bây giờ là phải 3 tiếng rưỡi chứ. À từ 12 rưỡi chưa được 3 tiếng rưỡi mà. Rồi nha. Mã này lên cho em mã số là 07 nha mọi người nhá. Màu hồng nhạt này. 07 lên cho em màu hồng đậm này. 07 lên cho em màu hoa xanh này. 15 cân tới 35 cân. 07 cho em này. Màu vàng này. Vàng nhạt này. Vàng đậm cho em 07 này. 07 cho em màu đỏ này. Mã số 07 cho em nhá mọi người nhá. 07 cho em 79.000 nhá. 79.000 cho em. Và lệ phí này có ra 3 này. Mã số 07 79.000 nha mọi người. Lê Thị Hồng ở 07. Ok hồng nhạt lên xuống thoại cho em với. Chị à, bộ vừa rồi 89.000 cho em nhá. Bộ vừa rồi là 89.000.